chàng rể kỳ quái, Giang Hải. chương 221 Không khí trong phòng vô cùng nghiêm trọng, giống như trong gia đình có đại tang, mọi người đều biết lần này thật sự đã bị trói lên thuyền giặc. Cứ cho là cuối cùng nhà họ doãn thắng, thì kết cục của bọn họ vẫn là bị thâu tóm. Chúng tôi còn có thể đi sao, tự nhiên vẫn là chọn nhà họ doãn. Đúng đúng đúng, chúng tôi chọn nhà họ doãn. Hy vọng sau này cậu doãn có thể dìu dắt chúng tôi nhiều hơn một bộ mặt cực kỳ nịnh hót liên tục gật đầu trong lòng rõ ràng đang thấp thỏm vô cùng mà trên mặt lại tỏ ra cực kỳ hưng phấn bọn họ không còn lựa chọn khác bây giờ đai phu bọn họ có thể làm cũng chỉ còn một con đường đó là cùng với nhà họ doãn tiêu diệt tập đoàn uyển như chỉ cần tập đoàn uyển như sụp đổ hy vọng nhà họ doãn có thể từ bi một chút để cho bọn họ một chút cơm thừa canh cạn nhìn phản ứng của mọi người khóe miệng doãn bằng cong lên anh ta rất vừa lòng lại một lần nữa tìm được cảm giác ngạo mạn như đứng trên chín tầng mây doãn bằng hừ lạnh trong lòng vốn chỉ định dùng thủ đoạn nhẹ nhàng nhất mang cố uyển như lên giường của mình cũng không muốn đuổi cùng giết tận giang hải tất cả mọi thứ này đều do giang hải tự mình gây nên ép buộc anh ta dùng cách tàn bạo để giải quyết mọi chuyện giang hải mày yên tâm tao sẽ không vội giết chết mày tao muốn cho mày tận mắt nhìn thấy cố uyển như bị tao đùa giỡn còn có lan kiều uyển thuần nữa. Doãn bằng điên cuồng cười to, cười đến run cả người. Tiếp đến, khiến cho những bên hợp tác cùng tập đoàn uyển như gặp phải khốn cảnh xưa nay chưa từng có. Audio điện tử võ tấn bền Thậm chí, Doãn bằng còn lập thêm một bước trong kế hoạch, đó là xúi dục những bên hợp tác kia. Làm cho bọn họ, đứng về phe nhà họ Doãn. Tập đoàn Uyển như cũng chỉ một doanh nghiệp nhỏ vừa mới vươn ra khỏi thành phố Giang Tư, còn vọng tưởng vượt ra cả tỉnh Hải Đông, Cố Uyển Như cô cũng có cái thực lực đó sao? Nằm mơ đi. Quét mắt nhìn mọi người, doãn bằng lạnh lùng nói, "Các vị, tập đoàn Uyển Như sắp đi đời rồi, các vị mấy ngày nay ở tại khách sạn này đi, tôi cũng sẽ ở lại đây, coi như bồi đắp tình cảm." Phòng họp như vỡ chợ, tức khắc bốn phía thì thầm to nhỏ. Nhưng không một ai dám lên tiếng phản đối. Bọn họ đây là bị bắt cóc rồi, có thể nhìn ra nhà họ doãn bằng không đạt được mục đích thì không bỏ qua lần này người đằng sau thấp giọng nói cậu chủ hai cao thủ kia đã đến tỉnh hải đông bọn họ hỏi trực tiếp đi thành phố giang tư động thủ hay là trực tiếp động thủ doãn bằng bộ mặt dữ tợn nghiến răng nghiến lợi nói doãn bằng nói tiếp đánh gãy chân tay thằng giang hải đó đưa tới thành phố giang thanh mang theo cố uyển như còn có lan kiều và uyển thuần đều mang đến đây cho tôi không cần giết chết, tôi muốn cho họ giang kia tận mắt nhìn thấy, con đàn bà của gã hưởng thụ khoái lạc bị trà đạp như thế nào. Tên đàn em không người, vâng, tôi sẽ đi thông báo ngay cho bọn họ. Bảo bọn chúng làm tốt, bao gồm cả mấy người các anh, chờ ông đây chơi đủ rồi, các anh cũng có thể hưởng thụ một chút. Tên đàn em ánh mắt sáng lên đầy hưng phấn, lập tức đứng thẳng sống lưng, làm động tác cúi người, vâng. Đa tả cậu doãn hậu đái. Tập đoàn Uyển Như Cố huyền như đang xoa cổ, xử lý tài liệu trên bàn. Gần đây cũng không rõ xảy ra vấn đề gì, các phận trong công ty đều gặp không ít vấn đề lớn nhỏ. Các bên hợp tác đã nhiều lên, nhưng tình hình tiêu thụ lại đang đi xuống. Nhất thời lại tìm không ra nguyên nhân. Cố huyền như gãi đầu, chẳng lẽ sản phẩm của tập đoàn huyền như xảy ra vấn đề? Tuyệt đối không thể, sản phẩm của tập đoàn huyền như đều là hàng giá rẻ chất lượng tốt, rất có tính cạnh tranh trên thị trường vậy tất cả những thứ này rốt cuộc là vì đâu giang hải thì đang ngồi một bên ăn trái cây nhìn di động khóe miệng cong lên cười ngốc nghếch anh cũng không quan tâm đến công việc của cố uyển như cố uyển như rất muốn để giang hải giúp mình xoa bóp cổ tốt nhất là có thể mát xa tấm lưng đang mỏi như của cô nhưng cô lại ngại mở lời cái này dù sao cũng là ở trong văn phòng nếu giang hải tay chân không thành thật cô cũng không biết nên làm gì mới tốt Cố huyền như cũng chưa từng nghĩ đến, chỉ là lúc này đang nghĩ, nếu như ở nhà, cũng sẽ tùy ý để Giang Hải muốn làm gì thì làm. Lúc này đột nhiên thư ký gõ cửa tiến vào. Cố tổng, đường tổng của thành phố Giang Thanh vừa cho người tới, nói có chuyện quan trọng muốn thông báo cho chị. Ông ta không phải vừa rời đi sao? Cố huyền như kỳ quái, ngay sau đó gật đầu cho vào đi. Rất nhanh, thư ký đã dẫn một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp vào trong thư ký biết ý lập tức rời đi. Cô gái khuôn mặt trầm xuống, nhìn qua có vẻ rất sốt ruột. Cô là cố tổng, hỏi xong còn cầm lấy di động, tìm một bức ảnh, xác định thân phận của Uyển Như, hơn nữa còn không ngừng nhìn kỹ Giang Hải. Là tôi, cô có chuyện gì? Cố tổng, là đường tổng bảo tôi tới. Hơn nữa tôi cũng là lặng lẽ tới đây, không ai biết. Là một trong số ít doanh nghiệp của thành phố Giang Thanh hợp tác khai thác cùng tập đoàn Uyển Như, Cố Huyền Như rất coi trọng bối cảnh đầu tiên khi hợp tác lần này. Hơn nữa, ấn tượng đối với Đường Tu Văn cũng không tồi. Đường Tu Văn là một người rất có nguyên tắc, cũng không phô trương gì, nói chuyện vô cùng khéo léo. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Đường Tu Văn vừa rời đi đã sốt ruột sắp xếp để cho cô gái này tới, còn rất lén lút. Cố Tổng, tôi có thể nói chuyện riêng với cô được không? Cố Huyền Như nhìn Giang Hải, cười cười, anh ấy là chồng tôi, cô muốn nói gì cứ nói. Cô gái lúc này mới nói, cố tổng, đường tổng để tôi tới thông báo cho cô. Nhà họ Doãn muốn nhằm vào tập đoàn Uyển Như, hiện tại đã liên hợp không ít tập đoàn và công ty của thành phố Giang Thanh, tính toán cùng nhau ngăn chặn tập đoàn Uyển Như. Hơn nữa, cậu Doãn còn định ngày hẹn gặp ông chủ các bên hợp tác với tập đoàn Uyển Như, tính toán muốn xúi dục bọn họ. Nói là xúi dục, thực chất là vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Cậu Doãn nói, tập đoàn Uyển Như và nhà họ Doãn chỉ có thể chọn một. Nếu như hợp tác cùng tập đoàn Uyển Như, doanh nghiệp chúng tôi, e là, e là kinh doanh không nổi nữa. Phá sản, chỉ là việc nhỏ, anh ta rất có thể sẽ giết người. Cái gì, cô Uyển Như nhíu mày, cô không thể tin Doãn bằng thế mà lại bá đạo đến nhường này, đây đâu có phải là tác phong của một đại gia tộc, giống thổ phỉ hơn. Thuận ta thì sống, chúng ta thì chết. Doãn bằng, sao có thể làm ra việc cướp của giết người như vậy điều này là sự thật cô gái kia nói đường tổng cho tôi tới để thông báo một câu đường tổng bất đắc dĩ phải hợp tác cùng nhà họ doãn hy vọng cố tổng đừng ghi hận ông ấy ông ấy cũng là không có cách nào khác bị ép buộc mà thôi đường tổng lén truyền tin tức cho tôi để tôi lập tức đi một chuyến còn không để bất cứ kẻ nào biết cố tổng hiện tại đường tổng cũng bị cậu doãn giữ lại rồi doãn bằng không ai có thể ngờ được, trước khi xử lý được tập đoàn Uyển Như, đám người Đường Tu Văn không ai được rời đi nửa bước. Sắc mặt Cố Uyển Như trầm xuống, có khiếp sợ, càng có phẫn nộ. Tiến cô gái kia đi, lại lần nữa bảo đảm tuyệt đối sẽ không có ai biết cô ta đã tới tập đoàn Uyển Như. Đường Tu Văn làm điều này cũng là không muốn đắc tội ai, ông ta là đang cố gắng bảo vệ bản thân. Ông xã, nhà họ Doãn này sao có thể làm như vậy? Mâu thuẫn của chúng ta và Doãn bằng đâu có liên quan gì đến những người khác. Giang Hải lạnh nhạt cười, có người muốn nhìn chính là kết quả, mà có người thì lại thích nhìn quá trình. Đây còn phải xem là chuyện gì. Công ty kinh doanh, quá trình đều là trải qua gian khổ, mệt mỏi. Mọi người chỉ đều thích nhìn kết quả kiếm được bao nhiêu tiền. Còn việc sinh con lại là một loại cảm giác khác, mọi người đều muốn cùng chia sẻ hưởng thụ quá trình đó. Ui da, vợ à, anh cũng chỉ là so sánh như vậy thôi mà. Giang Hải thuận thế mở cửa xe, mặt Cố Uyển Như lập tức hồng lên. Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, Cố Uyển Như đành phải buông Giang Hải ra, mà bên hông Giang Hải đã có không ít vết véo đỏ, hừ lạnh một tiếng, điều chỉnh sắc mặt ngồi xuống. Mà người tới lần này là một người trung niên mặt chữ điền. Người này chính là người muốn bảo trì trung lập kia. Ông là, Cố Uyển Như cũng chưa thấy qua người này, ngẫm nghĩ thật lâu, hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Cố Tổng, chúng ta chưa từng gặp mặt, cô không quen biết tôi, cũng là bình thường. Ta là người nhà họ lương của thành phố Giang Thanh, lần này tới gặp cô, thật sự có chút mạo muội nhưng tôi cũng thật sự không còn cách nào khác. Tiếp đến, ông Lương nói lại hoàn cảnh của mình. Ông biết, nếu hợp tác cùng nhà họ Doãn, cuối cùng khi bản thân bị lợi dụng xong, sẽ bị nhà họ Doãn thuận tay nuốt chừng, đến lông tóc cũng không còn. Nhà họ Lương truyền thừa mấy thế hệ, sao lại có thể phá sản ở trên tay ông được? Việc kinh doanh của công ty nếu bị đe dọa thì không tính, mấu chốt nhất chính là an toàn của bản thân ông, thậm chí ngay cả đến an toàn tính mạng của những người trong nhà họ Lương đều chịu uy hiếp. Mới vừa về đến nhà, ông Lương đã phát hiện trên cửa sổ nhà mình vô cớ xuất hiện một viên đạn, một viên đạn dính máu. Nhà họ Lương chúng tôi không đủ thực lực hợp tác với tập đoàn Uyển Như, nhưng bây giờ tôi thật sự đã bị đẩy vào đường cùng. Hy vọng Cố tổng có thể cứu tôi một mạng. Doãn bằng sao lại có thể như vậy? Đây chính là đuổi cùng giết tận. Ông Lương nói, tôi không muốn làm một con chó quỷ dưới chân nhà họ Doãn. Kết quả, hai. Kết quả sẽ. Ngoài viên đạn kia, còn có một phong thư dính máu. Doãn bằng muốn ông Lương phải bán hết của cải tài sản, đưa hết tiền cho Doãn bằng, để mua lại tính mạng của bản thân và tất cả mọi người trong nhà. Doãn bằng chỉ cho ông ấy thời gian ba ngày. Ông Lương sao có thể không lo lắng được, sao đã kề tận cổ, có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. sắc mặt của Huyền như trở nên rất khó coi, ngay cả Giang Hải bên cạnh, ánh mắt cũng tràn ngập sát khí. nói được một nửa, điện thoại của ông Lương vang lên. nghe điện thoại, sắc mặt ông ban đầu là phẫn nộ, sau đó dần dần trở nên trắng bệch. buông điện thoại ra, suy sụp ngã xuống. giờ phút này cô vô cùng hối hận, không nên vì một phút nhất thời mà đánh đổi tính mạng cả nhà lẫn tương lai của nhà họ Lương. Có vài người hợp tác cùng nhà họ Lương, toàn bộ đã đơn phương hủy hợp đồng, không chỉ không bồi thường, còn kiện ngược lại nhà họ Lương. Những khoản tiền đó không có khả năng sẽ thanh toán đúng hạn. Dù doãn bằng tiếp theo không dở trò gì nữa, nhà họ Lương vẫn rất có khả năng sẽ phải phá sản. Mặt mũi ông Lương xám ngắt như sắp chết, nước mắt cũng đã trào ra. Tay ông ấy run run, bây giờ cứ coi như tôi muốn bán tất cả tài sản của nhà họ Lương cũng không được nữa rồi có mấy người đã tố cáo nhà họ Lương, e là dính dáng đến kiện tụng, quyền sở hữu tài sản không rõ ràng, ai cũng không dám mua lại nữa. Nhà họ Doãn thật sự quá ác độc, đây là muốn ép tôi vào chỗ chết. Ông Lương nhìn cố uyển như, lại xoay người nhìn về phía Giang Hải. Thân mình mềm nhũn, chậm rãi quỳ xuống. Ông ấy là một người đàn ông có cốt cách, là người gánh vác được nhà họ Lương. Nhưng đối mặt với hiện thực, cốt cách của ông chỉ là trò đùa hoàn toàn đắc tội doãn bằng, đối phương sẽ không để lại cho ông ta chút cơ hội. Ông ta có thể cầu sự trợ giúp, chắc cũng chỉ có cố uyển như và Giang Hải. Nhưng vốn dĩ không quen biết, dựa vào cái gì Giang Hải và cố uyển như phải giúp ông. Trong tim dây lát bỗng thấy lạnh toát. Nếu ông ta có thể lựa chọn lại một lần nữa, nhất định ông ta sẽ lựa chọn hợp tác cùng Doãn Bằng, mặc dù làm như vậy rất có khả năng sẽ chôn vùi cả nhà họ lương. Nhưng ông không muốn để người thân phải chết thảm chương 222. Cố uyển như kinh hãi, lương tổng ông làm gì vậy? Mau đứng lên. Cố tổng, tôi thật sự cùng đường rồi, nhà họ lương chúng tôi luôn trong sạch và tuân thủ pháp luật, trước nay chưa từng hại người khác. Tôi không muốn đối địch với nhà họ doãn càng không muốn trở thành đồng lõa. Hôm nay tôi cầu xin cô, cố tổng, xin cô cứu lấy nhà họ lương. Doanh nghiệp, gia tộc tôi đều không cần nữa, chỉ cầu người nhà có thể bình an đàn ông cũng có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi xuống chỉ là chưa tới chỗ thương tâm ông lương khóc lóc than thở cố huyền như chân tay luống cuống nhìn về phía giang hải loại chuyện này trước giờ cô chưa từng trải qua giang hải thản nhiên cười lương tổng ông đứng lên trước đi nói xong giang hải đỡ ông lương dậy chuyện có gì đâu mà đã đòi sống đòi chết rồi bây giờ ông hãy mang người nhà ông cùng đến thành phố giang tư nghỉ ngơi du lịch đi công ty của nhà họ Lương không những sẽ không có việc gì, mà còn có cơ hội trời cho bày ngay ở trước mắt ông. Công bằng tuân theo luật lệ, không làm hại người khác, thế đạo hiện giờ, loại người như vậy chính là người lương thiện. Tập đoàn Uyển Như sẵn sàng hợp tác với người như vậy, đối phương không có đủ thực lực không quan trọng, tập đoàn Uyển Như nguyện ý nâng đỡ những thương nhân thẳng thắn như vậy. Cuống hồ, Giang Hải còn có dự định khác. Thật sao, ông Lương vẫn chưa dám tin chỉ cần người ở thành phố Giang Tư, tuyệt đối không vấn đề. Chị An của thành phố Giang Tư chúng tôi, chính là tốt nhất đông phương này. Giang Hải vô cùng tự tin, thành phố Giang Tư chính là một nơi rất an toàn. Không chỉ có người nhà của ông sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Tập đoàn Uyển như chúng tôi còn có thể đầu tư cho doanh nghiệp lương thị. 500 triệu. Chồng à, cố Uyển như sừng sốt, lập tức mở miệng ngăn cản. Vừa vung tay đã là 500 triệu, đầu tư cũng không thể kích động như vậy. Giang Hải xua tay, dùng ánh mắt ra hiệu cho Cố Uyển như cứ bình tĩnh, để cô yên tâm, lát nữa anh sẽ cho cô lời giải thích hợp lý. Tuy rằng Cố Uyển như có chút khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn chưa nói thêm gì. Giang Hải cũng không phải người lỗ mãng, mà trông ánh mắt Giang Hải lại rất xảo trá. 500 triệu, thật sự là 500 triệu sao? Ông Lương còn nghĩ là chính mình nghe lầm, ngây ra một hồi lâu, tổng tài sản của công ty nhà họ Lương, nhiều nhất cũng chỉ 50 triệu, chỉ qua miệng Giang Hải đã thành 500 triệu. Không phải thu mua, mà là đầu tư. Không phải thâu tóm, mà là hợp tác. Ông thế mà cũng có thế tư cách hợp tác cùng tập đoàn Uyển như sao? 500 triệu, thật sự là 500 triệu sao? Vẫn không tự tin, ông Lương hỏi lại, anh Giang, anh không phải đang trêu đùa tôi chứ? Để tôi nói giỡn, ông hình như còn chưa đủ tư cách giang hải cười nói giang hải nói tập đoàn uyển như rót vốn công ty của nhà họ lương trực tiếp thăng cấp thành tập đoàn lương thị nhưng tôi có một điều kiện ông lương lập tức hỏi anh giang có điều kiện gì cứ nói tất cả kỹ thuật công nghệ của công ty nhà họ lương không được giữ lại bất cứ thứ gì tính là một bộ phận tài sản đây chính là cơ sở hợp tác ông lương còn tưởng là chuyện gì đó không thể thỏa thuận kỹ thuật nhà họ lương đương nhiên có chỉ có điều, cũng không tính là tiềm lực mũi nhọn. Có thể nói, loại công ty có dạng kỹ thuật thấp như thế này không thể sát nhập vào tập đoàn Uyển như mới đúng. Tôi đồng ý. Nhưng mà, ông Lương có chút lắp bắp, hơi khó nói. Còn gì băn khoăn thì ông cứ nói ra. Giang Hải khẽ nhíu mày, do dự thì có thể làm được chuyện gì lớn. Người như ông Lương này, e là khó mà trọng dụng, trong việc kinh doanh sau này, tập đoàn Uyển như vẫn cần một trợ thủ đắc lực để hỗ trợ an toàn của người nhà tôi, còn có thỏa thuận hợp tác này. Ông ta đang sợ Giang Hải đổi ý. Giang Hải cười nhạo, bây giờ ông gọi điện thoại, để người của ông tới thành phố Giang Tư. Ngay cả thỏa thuận hợp tác này, ngay bây giờ có thể tìm bộ phận phụ trách luật pháp của tập đoàn Uyển Như, đi ký kết một bản ghi nhớ. Nếu bất kỳ bên nào vi phạm, phải bồi thường một khoản vi phạm hợp đồng. Như vậy, ông đã thấy yên tâm chưa? Yên tâm, yên tâm, đương nhiên là yên tâm rồi. Ông Lương vội vàng nói. Thế này xem là gì đây? Khổ tận cam lai, đi hết họa rồi sẽ gặp phúc sao? Cố huyền như gọi một cuộc điện thoại, lập tức có người bên pháp vụ đưa ông Lương đi trao đổi chi tiết hợp đồng. Mà vẻ mặt cố huyền như tràn đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm Giang Hải. Giang Hải lắc lắc đầu, lúc trước anh còn đang suy nghĩ, không biết làm thế nào mới ổn, không ngờ, nhờ sự bá đạo của Doãn bằng lại mang chuyện tốt tới cửa. Chuyện tốt, cố huyền như chống cằm, thở dài, anh rót 500 triệu cho một công ty nhỏ, chưa nói đến loại công ty nhỏ như vậy có cần dùng nhiều tiền như thế không, cứ tính là dùng được đi nữa, chúng ta dứt khoát thu mua luôn không phải tốt hơn sao. Giang Hải xua xua tay, không, thu mua không được. Giang Hải tự nhiên có lý do của mình. Từ khi thành lập hệ thống tình báo mới, Nam Chiến đã thu thập được lượng lớn tin tức cơ sở, sau đó không ngừng xử lý phân tích những tin tức này, tự nhiên thu được rất nhiều thứ hữu dụng. Nhà họ Lương ở thành phố Giang Thanh chẳng qua chỉ là một gia tộc nhỏ, là một công ty nhỏ chuyên làm về mảng tường bao chống thấm, công ty vốn dĩ không lớn, nhà họ Lương kế thừa đến giờ cũng mới chỉ có mấy đời. Nhà họ Lương có quyền sở hữu độc quyền mấy kỹ thuật của mình. Phân tích báo cáo mới nhất cùng với việc trải qua nghiệm chứng sau này cho ra kết quả, có một loại kỹ thuật độc quyền về công nghệ chống thấm của nhà họ Lương, nếu được vận dụng đến một loại nguyên liệu khác sẽ giải quyết được không ít phiền phức. Cũng có thể nói một thế giới với nền kỹ thuật mới hàng đầu cứ như vậy ra đời. Nhà họ Lương không đề cập tới nguyên liệu không thấm nước, cho nên điểm này không ai hay biết. Giang Hải giải thích một hồi, Cố Uyển Như cũng đã hiểu rõ. Ông Lương chính là người nghiên cứu phát minh ra công nghệ độc quyền này, nếu như thu mua công ty, người phát minh là ông ta mà bỏ đi thì hư bột hư đường hết. Nếu muốn tiếp tục nghiên cứu chế tạo loại kỹ thuật này, cải tạo đổi mới, chắc chắn sẽ không thể tách rời được với người phát minh ra nó lại có nhiều kinh nghiệm như ông ta nếu làm như vậy chúng ta chắc sẽ chiếm hời lớn rồi ông lương cũng chịu thiệt không ít cố huyền như vỗ tay cũng có chút hưng phấn giang hải lắc lắc đầu chỉ có những kỹ thuật được sử dụng đúng cách thì mới có loại giá trị này nghe giang hải nói xong cố huyền như lập tức cầm lấy điện thoại gọi cho bộ phận pháp vụ nhất định phải ký xong thỏa thuận hợp tác trong thời gian ngắn nhất thậm chí có thể nhượng bộ nhưng thứ mà tập đoàn Uyển như muốn có, vẫn cần phải giữ lại được. Giang Hải ở một bên chen vào, nếu vốn lưu động của công ty không đủ, anh sẽ lo 500 triệu này. Cố Uyển như sừng sốt một chút, ánh mắt phức tạp, đè xuống nghi ngờ, tiếp tục gọi điện thoại. Nhưng mà cố tổng, ông Lương không mang bất cứ thủ tục nào, thậm chí không mang cả con dấu. Cố Uyển như nhíu mày. Để người nhà của ông ta đem tới, nhớ phải tiếp đón ông Lương thật tốt, cho đến khi hợp đồng ký kết xong, không được để ông ta có tiếp xúc với người nào khác. Đã hiểu chưa? Giang Hải ngồi ở một bên thở phào một hơi, Cố Huyền Như thay đổi rồi, so với lúc mới quen nhau thì đã thay đổi rất nhiều. Cô ấy của bây giờ đã có được tư duy của người làm kinh doanh. Em có chuyện này muốn hỏi anh." Cố Huyền Như dùng ánh mắt dò xét, đánh giá Giang Hải. Giang Hải bị nhìn tới có chút không được tự nhiên, lần đầu tiên Cố Huyền Như dùng ánh mắt này nhìn anh trong nháy mắt hình như bị cô nhìn thấu. Tay nắm chặt lấy quần áo trên người, vợ yêu à, nếu em là đang thèm muốn cơ thể của anh, chờ buổi tối về nhà được không? Anh, khốn nạn. Ui ra, em muốn hỏi cái gì thì hỏi đi, đừng véo. Cô đẩy ngã Giang Hải, dứt khoát trèo lên người anh, nghẹn giọng hỏi, nói đi, anh rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Ngay từ khi bắt đầu, Giang Hải đã mua biệt thự và xe hơi cho cô. Khi đó cô đã biết, giang hải có rất nhiều tiền sau này lại đầu tư vào tập đoàn uyển như càng là vung tiền như rác sau đó nữa giang hải thường xuyên lấy ra một số tiền khổng lồ để làm công ích số tiền đó là từ đâu mà có giang hải trước nay chưa từng nói cô cũng chưa từng hỏi qua cố uyển như đương nhiên không biết khoản tiền các thế lực ngầm tranh đoạt nhau những năm qua có rất nhiều khoản đều chạy vào túi giang hải giang hải dùng tiền đó làm công ích chỉ là dùng một cách thức sạch sẽ để tiêu số tiền này ra bên ngoài mà thôi mà trong mắt cố uyển như túi tiền của giang hải cứ như túi thạch xanh vậy chẳng bao giờ hết tiền giang hải chết tiệt giang hải xấu xa anh rốt cuộc có bao nhiêu tiền làm vợ nhưng cố uyển như cũng không nắm rõ giang hải có bao nhiêu tiền vì sao đột nhiên hỏi cái này em muốn bao nhiêu tiền nếu như anh có bao nhiêu sẽ cho em bấy nhiêu lời giang hải nói chính là thật lòng mọi thứ của anh đều có thể đưa cho cố uyển như bao gồm cả tính mạng của anh tiền trong tài khoản giang hải trước giờ chưa từng quá quan tâm nhiều ít thế nào cho dù trong tài khoản anh ấy không có nhiều tiền chỉ cần anh mở miệng không biết có bao nhiêu người chủ động đưa tiền tới cho anh bởi vì anh là đế vương là vị thần quản lý thế giới hắc ám của phương đông khuôn mặt đẹp đẽ của cố uyển như đỏ lên lại có chút ngượng ngùng cô gặng hỏi như vậy đích xác sẽ làm người ta hoài nghi. Em không tham tiền của anh, anh biết mà. Em thích anh, tuyệt đối không phải vì tiền của anh. Giang Hải tự biết cố huyền như không phải loại phụ nữ hám vật chất. Ánh mắt anh lóe lên một tia đen tối, nhếch miệng cười, vợ à, động tác em cưới trên người anh, sao lại thuần thục như vậy? Có phải vụng trộm tập luyện qua rồi không? Hay là buổi tối về nhà, em lại biểu diễn cho anh nhé? Cố huyền như bỗng nhiên bừng tỉnh, bản thân có chút nóng vội, thế mà lại cưỡi lên trên người Giang Hải, động tác này, vị trí này. Cũng quá ái muội rồi. Khẽ kêu một tiếng, cố huyền như hoảng loạn muốn xuống khỏi người Giang Hải. Nhưng Giang Hải sao có thể cho cô đi xuống dễ dàng vậy được? Nói đến là đến, nói đi là đi, tưởng cái bụng của Giang Hải thành nơi vui chơi rồi sao? Anh ôm chặt lấy cố huyền như, khóe miệng nở nụ cười ái muội. Vợ à, sau lần đó, cho đến giờ em vẫn không cho anh hay là hôm nay ở trong văn phòng đi cố huyền như vô cùng xấu hổ tim đập loạn lên từ mặt đến cổ đều đỏ cả không được tuyệt đối không được đây là văn phòng lát nữa sẽ có người tới giang hải cười ha ha em bắt nạt anh như vậy chẳng lẽ không tính bồi thường lại cho anh giang hải nghĩ ít nhất cũng phải được hôn một cái không chừng còn có thể nếm được vị son môi Cố Huyền Như trong lòng cũng rất bối rối, tâm tư rối loạn, không hề nghĩ ngợi, buổi tối, chờ buổi tối về nhà được không? Buổi tối, về nhà, Giang Hải rất là ngạc nhiên, thật không ngờ mình chỉ muốn một nụ hôn, vậy mà lại có được niềm vui bất ngờ như vậy. Nhưng Giang Hải lại không muốn buông tay, liếm liếm đôi môi sắp khô, vợ yêu à, vậy bây giờ có phải em cũng nên trả trước cho anh chút lãi. Anh buông tay ra trước đã. Giang Hải ôm lấy Cố Huyền Như, chậm rãi tới gần suốt cuộc, đôi môi cũng chạm vào nhau. Giang Hải nỉ non, son môi, rất ngọt. Cộc cộc cộc, đang thong thả hưởng thụ, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Gõ rất rồn rập, có vẻ rất vội. Cố huyền như kêu lên một tiếng sợ hãi, đột nhiên đẩy ra Giang Hải, xoa xoa miệng, ngồi vào một bên và thở hổn hển. Còn trong lòng Giang Hải đương nhiên là mất mát vạn phần. Trong văn phòng đúng là không phải là địa điểm thích hợp, người ra người vào, đáng ghét. Ai, là ai vậy? Một lúc lâu sau Cố Uyển như mới cất tiếng hỏi, cũng không cho người đi vào, dường như sợ có người vừa vào cửa là có thể phát hiện vừa rồi hai người mới làm chuyện mờ ám vậy. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, mà ngoài cửa vọng vào giọng nói gấp gáp của cô thư ký Lưu Phượng. "Cố tổng, chị ở đâu vậy? Đã xảy ra chuyện rồi." Chương 223. Giang Hải thầm mắng trong lòng, kẻ nào mà lại lắm chuyện như vậy, thật đúng là tên khốn phá hỏng tâm trạng vui vẻ vì đang được hôn vợ của anh. Trầm giọng nói, vào đi. Lưu Phượng bước vào, sắc mặt có hơi tái mét. Cố Tổng, bên ngoài có người gây sự, bảo vệ cũng đã bị đánh. Lông mày Giang Hải nhân lại, kẻ tới gây sự này cũng có lai lịch không vừa nhỉ. Dưới tầng, không chỉ có bảo vệ bình thường, còn có mấy người kim thâu. Phường Lưu Manh, trộm cắp bình thường đã không phải là đối thủ của đám người kim thâu. Lưu Phượng lòng nóng như lửa đốt sông vào văn phòng, khẳng định sẽ không tới làm phiền Cố Uyển như bởi vì chút việc không rõ lớn nhỏ. Lưu Phượng hoảng loạn như thế, xem ra đám người Kim Thâu không chỉ không đối phó được, thậm chí còn bị thiệt hại nặng. Cố Uyển Như đứng bật dậy, đứng cạnh cửa sổ, nhìn xuống phía dưới. Vì sao lại gây sự? Đối phương là ai? Giang Hải liếc mắt, nhẹ giọng nói, anh đi xuống dưới xem, chắc chỉ là chút chuyện nhỏ. Nói xong, quay sang nhìn Lưu Phượng. Lưu Phượng nhìn sắc mặt anh nhanh chóng gật đầu. Là em quá hấp tấp rồi, đúng là việc nhỏ, anh Giang nói chuyện một chút là sẽ ổn thôi. Ra khỏi cửa văn phòng, sắc mặt Giang Hải hoàn toàn trầm xuống. Tới tổng bộ tập đoàn Uyển như gây sự, đây vẫn là lần đầu tiên. Trắng trợn bạo gan như thế, đúng là chán sống rồi. Dưới tầng, cửa kính cảm ứng bị đá vỡ, mảnh vụn vỡ nát rơi đầy trên đất. Hai gã đàn ông cường tráng, cả người cơ bắp cuồn cuộn, trông có vẻ rất hung dữ chàng diện đầy máu tanh làm người ta nhìn thôi đã thấy sợ. Trước mặt hai gã kia, mấy người bảo vệ nằm la liệt. Kim Thâu nổi bật trong số người đó. Sau khi xảy ra vụ việc trên đường cao tốc, sức khỏe của Kim Thâu vừa mới khôi phục, giờ lại gặp phải cao thủ, hơn nữa lần này đối phương xuống tay rất nặng, chỉ một phát đã đá bay Kim Thâu, cũng bị gãy một cánh tay. Thật không ngờ, bảo vệ của tập đoàn Uyển như lại có loại thực lực này. Một người ngẩng cao đầu, Ánh mắt đang liếc nhìn tất cả. Một cú đá này của gã, nếu là người thường đã là đòn chí mạng. Mà Kim Thâu lại chỉ bị gãy một tay và một ít nội thương. Loại thân thủ bậc này của Kim Thâu, tuy không phải đối thủ của bọn họ, nhưng đủ để cho bọn họ coi trọng, bởi vì chỉ một Kim Thâu, thực lực đã bằng 5-6 người thân thủ bất phàm. Đội ngũ bảo vệ có thực lực như này, không phải người bình thường có thể có được. Mà giờ phút này, Giang Hải còn chưa xuất hiện trên mặt hai người bọn họ xuất hiện một chút nghiêm trọng người còn lại ánh mắt âm trầm độc ác giống như một cỗ máy giết người không có chút tình cảm nào bảo giang hải cút ra đây nói với anh ta có hắc bạch song sát đến tìm hắc bạch song sát tim thâu ôm lấy cánh tay cơn đau làm anh ta toát ra một tầng mồ hôi lạnh nhưng vừa nghe tới bốn chữ hắc bạch song sát đồng tử kịch liệt co rút lại cái tên gọi này cũng quá vang dội trong thế giới ngầm, không ai dám trêu chọc hai vị này. Giết người như ác ma, thủ đoạn ra tay hết sức tàn độc, vô số cao thủ chết trên tay họ. Nhưng sao đột nhiên hai người bọn họ lại xuất hiện ở thành phố Giang Tư? Cố huyền như là ai? Ngoan ngoãn đi theo bọn tao thì còn có thể giữ được một mạng. Hai người tới đây, không chỉ muốn phế Giang Hải, còn phải mang người đến thành phố Giang Thanh Giao cho Doãn Bằng. Thuận tiện mang theo cả cố huyền như, bọn họ đã cho người điều tra cố huyền như là người có ngoại hình xinh đẹp thanh thuần cũng là loại bọn họ thích còn có hai cô gái lan kiều và huyền thuần nữa đều phải mang đi lan kiều cũng là một vưu vật khó tìm đặc biệt là huyền thuần chỉ một bức ảnh chụp cũng đủ để cho máu trên người hắc bạch song sắt sôi sục bọn họ đã gặp qua rất nhiều phụ nữ nhưng chưa hề gặp được kiểu người tuyệt phẩm như huyền thuần có thể làm bọn họ rung động như thế không phải không có, mà là rất ít. Gã ta tiến lên phía trước, một chân dẫm lên đầu kim thâu, nói, người ở đâu? Giọng nói lạnh băng, cứ như sứ giả từ địa ngục phái đến, kim thâu biết tính mạng của mình đã bị người ta đạp xuống dưới chân. Dù đang bị thương, kim thâu vẫn không hề kêu lên một tiếng. Anh ta cười lạnh một tiếng, dám tới tìm anh Giang gây rối, đúng là chán sống rồi. Vậy sao? Tao đúng là muốn biết, chết, là như nào đây? nói đi nó đang ở đâu mau nói ra tao sẽ tha cho mày một mạng ở trong lòng kim thâu giang hải chính là thần không ai địch nổi giải quyết hai cao thủ này thật sự là vẫn cần đến giang hải ra tay trên tầng kim thâu cắn răng chỉ tay lên bên trên mà bàn chân kia cũng rời khỏi đỉnh đầu của kim thâu kim thâu lại nói có điều mày cũng không cần đi lên anh giang nhất định sẽ xuống dưới này xử lý bọn mày dù hắc bạch song sát lợi hại, nhưng gã ta lại chọn sai chỗ để ra tay. Một tên muốn giang hải lăn ra đây, tên khác lại nói muốn bắt cố uyển như đi. Cuồng vọng vô biên, hắc bạch song sát lập tức chạy vọt vào trong, bị bảo vệ ngăn lại, họ lại vung tay đấm đá. Trước giờ chưa từng có ai ngạo mãn như vậy, dám đến tập đoàn uyển như gây sự. Cách đó không xa, vài người nhân viên đã sợ tới mức run bẩn bật, mặt mày tái nhợt, bọn họ nào đã gặp qua chuyện đáng sợ như vậy một người thanh niên dáng người gầy ốm, ánh mắt ngập tràn sợ hãi. Nhưng anh ta vẫn lớn tiếng nói, hai tên xã hội đen kia, tốt nhất nên rời đi ngay, nếu không có bảo vệ khác chạy tới đây sẽ đánh chết mấy người. Hắc bạch song sát liếc nhìn nhau một cái, đột nhiên liên tục cười lạnh. Lời nói tàn nhẫn như vậy, cũng chỉ như một trò đùa vui. Mày tốt nhất là nên câm miệng lại, nếu không tao cũng không ngại tiến mày đi gặp ông bà ông vải. Một luồng sát khí lạnh băng ập tới, Ánh mắt lạnh lùng đảo qua, người trẻ tuổi kia sợ tới mức cứng đờ người, không dám nói nhiều thêm một chữ. Cúi đầu, đá kim thâu một phát, tiếng xương gãy vang lên, làm người ta ê buốt. Mà, kim thâu tuy bị đá lăn vài vòng, nhưng vẫn cắn chặt răng không kêu lên một tiếng nào. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt chuyển động đờ đẫn, đã sắp rơi vào hôn mê. Giang Hải ở đâu? Hai người đang muốn cất bước đi vào trong một đám nhân viên nữ sợ tới mức liên tục hét lên chói tai. Mà lúc này, ở đầu cầu thang xuất hiện một bóng dáng cao lớn rắn giỏi. Thật là làm người ta bất ngờ, thế mà lại có người muốn tới tập đoàn Uyển như chịu chết. Xem ra truyền thuyết thành phố Giang Tư vẫn không đủ nhắc nhở mấy người rồi. Giang Hải của thành phố Giang Tư chính là một truyền thuyết. Nhưng không ai tin Giang Hải Lai có thực lực mạnh đến vậy, càng không ai tin Giang Hải chỉ cần một chiêu đã có thể chiến thắng húc thiết thời khắc này giang hải bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng nhưng cặp mắt kia lộ ra sát ý nhàn nhạt, nhạt may chính là giang hải sắc mặt hắc bạch song sát đột nhiên nghiêm mặt bốn con mắt không ngừng đánh giá giang hải từ trên xuống dưới nhưng bọn họ nhìn không ra giang hải có điểm nào đặc biệt dường như người đứng trước mặt họ chỉ là một người hết sức tầm thường là kiểu mà dù có ném vào trong đám đông cũng không thể tìm ra được nhưng khi quan sát đối phương ánh mắt hai người cũng không hề có chút khinh địch giang hải làm cho bọn họ không thể nhìn thấu kẻ địch như thế này một là rất yếu hai là cực kỳ mạnh giang hải liệu có khả năng rất yếu không nhìn kim thâu nằm trên đất giang hải nói bây giờ đã biết núi cao còn có núi cao hơn chưa anh giang em kim thâu muốn nói anh ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện trở thành cường giả nhưng anh ta lại có chút nói không nên lời giang hải đã từng nói ở thành phố giang tư bọn họ còn có cơ hội phạm sai lầm, nhưng một khi đã ra khỏi thành phố Giang Tư, cơ hội chỉ có một lần. Nếu hôm nay không có Giang Hải ở chỗ này, bọn họ e là đã thành một cỗ thi thể, hoàn toàn không có cơ hội nói sau này sẽ tập luyện như thế nào, trở nên mạnh mẽ hơn như thế nào. Các anh dìu bọn họ qua một bên, Giang Hải nói với mấy nhân viên bên cạnh. Nói xong, Giang Hải lại lần nữa nhìn sang hắc bạch song sát. Nghe nói, các anh tìm tôi. Trong mắt Giang Hải ngoài tức giận, còn có sự khinh thường, xen lẫn sát ý nồng đậm không hề che giấu. Ánh mắt nhìn hai người kia, giống như đang nhìn hai cỗ thi thể. Hắc Bạch Song Sát thành danh đã lâu. Danh tiếng của bọn họ, có thể nói là dùng máu tươi để xây lên. Thân trên giang hồ, bá đạo tranh đoạt, trên tay dính vô số máu tươi, cả người tản ra lệ khí, khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh. Nhưng đến tận bây giờ, Giang Hải vẫn không biết thân thế của đối phương cao thủ loại này xuất hiện ở thành phố Giang Tư, cũng chỉ có vài người. Hiện giờ trong tỉnh Hải Đông cũng không có cao thủ tầm này. Cho nên Giang Hải vừa xuống tầng đã biết, người tới gây sự tuyệt đối không phải người của tỉnh Hải Đông. Nếu là từ bên ngoài tới, nhất định là người của tên Doãn Bằng đang tìm chết kia. Chỉ là, chẳng lẽ nhà họ Doãn không đi nghe ngóng xem, Giang Hải là thực lực gì trước khi phái người tới. Dám đi ra đây cũng tốt, tiết kiệm sức lực của bọn tao. Một người nói, khoanh tay chịu chói, đi theo bọn tao, mày còn có thể giữ được một cái mạng. Đôi đồng tử của Hắc Bạch song sát hơi hơi co lại, giống như đôi mắt của một con rắn độc. Giang Hải nghênh đón hai ánh mắt đó, không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn mang vẻ mặt châm chọc. Cả hai gã đều là người tập võ, nửa đời người lưỡi dao dính máu, biết Giang Hải có chút thực lực, nhưng rốt cuộc mạnh tới mức nào, cũng phải đánh thử mới biết được ít nhất thì qua hơi thở bọn họ cảm thấy giang hải không hề mạnh mọi người tạm thời rời đi đi giang hải xua xua tay nói với mấy người nhân viên anh giang chúng tôi không đi chúng tôi muốn người trẻ tuổi kia vung tay hô to muốn cùng ở lại với giang hải dũng khí quả thật rất đáng khen chỉ có điều dũng cảm trong trường hợp này lại trở thành ngu xuẩn đối mặt với cao thủ dù có nhiều người cũng không có chút tác dụng nào đi mau đi Thuận tiện giúp tôi tắt máy camera đi. Nhẹ nhàng ngẩng đầu, mắt nhìn góc tường, lại nhìn một phương hướng khác. Camera giám sát không có góc chết nào làm Giang Hải có chút không tiện ra tay. Nếu như đánh chết hai người trước mắt này, một màn mưa máu bị camera ghi lại được, không chừng sẽ có người báo lại cho Cố Uyển như biết. Giang Hải không muốn để vợ mình có chút lo lắng nào, cũng không muốn vợ mình nhìn thấy cảnh tượng máu me kia. Người đã đi khỏi, Giang Hải kéo ghế qua một bên, ngồi ngay chính giữa, ngoắc ngoắc ngón tay với hắc bạch song sát. Hai người là con chó làm việc cho nhà họ doán. Giang Hải vẫn hỏi một câu cho chắc, tuy rằng trong lòng đã có suy đoán. Ở khoảnh khắc mà mày động vào cậu chủ nhà họ doán kia, tính mạng của mày đã bắt đầu đếm ngược. Đắc tội nhà họ doán là ác mộng cả đời của mày. Nhưng giờ phút này hối hận thì cũng muộn rồi, mau quỳ xuống cho ông mày, tao sẽ cho mày bớt đau đớn một chút. Nói hết những câu tàn nhẫn, vẫn nhìn thấy thái độ thờ ơ của Giang Hải, Hắc Bạch song sát hừ lạnh. Xem ra mày không muốn phối hợp, muốn bọn tao đánh gãy hết chân tay rồi kéo đi thành phố Giang Thanh. Hai người Hắc Bạch song sát nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Vừa dứt lời lập tức ra tay. Mà trước sau Giang Hải vẫn ngồi chỗ kia, không hề nhúc nhích, hai tay đút trong túi. Bọn họ đã lăn lộn trên giang hồ nửa đời người, là loại người cực kỳ cẩn thận chuyện giang hải thắng hút thiết do dùng ám khí cũng đã nghe nói bây giờ có phải giang hải đã cầm ám khí trong tay chuẩn bị đánh lén không nếu như không phải động tác này không phải đang muốn chết sao thấy vậy hai người lập tức trở nên cực kỳ cảnh giác sắc mặt trầm xuống trông rất nghiêm trọng giang hải không có chút căng thẳng lo lắng nào thậm chí khóe miệng còn cong lên cười bọn họ thấy thế thì lại càng khẳng định trong tay giang hải có ám khí ám khí mà ngay cả húc thiết cũng không né tránh được. chương 224 Lúc này, bên ngoài cửa lớn, Chu Khải đã mang tới một đám người. Nhìn tình hình bên trong cánh cửa, vẫn chưa lập tức chạy vào trong, mà ở đứng gác ở bên ngoài. Ở trong mắt bọn họ, Giang Hải chính là thần, không thể không chiến thắng. Bên trong cánh cửa, sắc mặt của Hắc Bạch song sát lập tức trở nên khó coi hơn vài phần. Nhìn lại đám người Chu Khải, mỗi người đều có thực lực như Kim Thâu. Tuy bọn họ không sợ, nhưng loại lực lượng này, người bình thường tuyệt đối không thể nào có được. Tên Giang Hải này rốt cuộc là người nào, mạnh mẽ tới cỡ nào. Giang Hải thong thả ung dung rút tay từ trong túi ra, vuốt lại điếu thuốc nhỏ nhĩ, nhàn nhã mà châm lửa rồi nhả ra một hơi khói. Đã có một khoảng thời gian không ai dám đến thành phố Giang Tư gây sự, hai người cũng thật dũng cảm. Xiết gà dọa khỉ, san rừng dọa hổ. Hai người đây là muốn làm gà hay muốn làm rừng? nhìn thấy trên tay Giang Hải cũng không có ám khí gì, hắc bạch song sát lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hai gã chợt cười lạnh lên. Ngông cuồng. Không biết trời cao đất dày. Xoạt xoạt. Hai người không nhanh không chậm đi về phía Giang Hải. Trên mặt là sự khinh miệt, nhưng trong lòng lại có chút cảnh giác. Nhà khói thuốc, khóe miệng Giang Hải nhếch lên một nụ cười dữ tợn. Kẻ đến tìm Giang Hải gây rắc rối, Giang Hải sẽ chỉ coi bọn chúng như rác rưởi mà ném đi. Thế nhưng hai kẻ này còn ảo tưởng muốn bắt cố Uyển Như đi. Nếu như đã có loại suy nghĩ này thì không thể tha thứ. Giang Hải hành động, nháy mắt đã biến mất, chỉ hiện ra một tàn ảnh, tiếp cận Hắc Bạch song sát bằng tốc độ cực kỳ khủng bố. Hai người này cả người toát lên cảm giác máu tanh nồng nặc, khuôn mặt đáng ghét, tuyệt đối không được lưu lại. Giang Hải ra tay, đồng tử Hắc Bạch song sát kịch liệt co rút lại. Trong lòng hết sức hoảng hốt. Tốc độ thế này còn là người sao? Nhưng Giang Hải chưa cho bọn họ có thời gian để tự hỏi, càng không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào để hối hận. Lồng ngực đã bị giáng một cú rất mạnh, ngã sụp xuống. Hai người bay ra ngoài, thậm chí còn không kịp hét thảm một tiếng. Dù biết Giang Hải thân thủ bất phàm, gần như là vô địch. Nhưng đám người Chu Khải vẫn dâng lên một loại chấn động mãnh liệt. Ra đầu tê dại, cả người căng thẳng. Đối địch với Giang Hải, quả thực chính là một cơn ác mộng đây là thực lực đạt tới đẳng cấp nào mà lại đáng sợ như vậy ánh mắt vô cùng sùng bái nhìn về phía giang hải thần giang hải chính là thần một thần thoại còn đang sống loại cao thủ như hắc bạch song sát còn không thể đánh trả thậm chí còn chưa kịp có phản ứng đã bị đánh bay bay qua vài bậc thang ngã lăn xuống nền đất cứng bên ngoài lăn vài vòng giống như con chó chết nằm đó vậy điều này Sao có thể? Hai người khó khăn lắm mới phun ra được mấy chữ, sát khí trong mắt không còn sót lại chút nào, thay thế vào đó là sự tuyệt vọng, tuyệt vọng sâu từ tận trong đáy linh hồn. Giang Hải nhả khói thuốc, ánh mắt lạnh băng, đánh gãy tứ chi, cắt gân tay gân chân, đưa sang thành phố Giang Thanh. Không được để chúng chết. Nói xong, Giang Hải ném mẩu thuốc lá trong tay đi, móc kẹo cao su từ trong túi ra, nhanh chóng nhét vào trong miệng. Trở lại văn phòng, cũng không thể để cố Uyển như người thấy mùi thuốc lá. Vì để cấm Giang Hải hút thuốc, cố Uyển như biến cả khu văn phòng thành khu cấm hút thuốc. Nghe vậy, trên mặt Chu Khải nở một nụ cười nguy hiểm. Anh ta hiểu rõ, chỉ cần người không chết, xử lý như thế nào đều được. Ánh mắt dữ tợt, đi đến trước, nhìn xuống hắc bạch song sát đã không còn sức phản kháng. Nào các anh em, mang cho hai vị đại ra đây một suốt kiến leo cây tay chân ngay lập tức bị buộc chặt bằng dây thừng ra trâu hắc bạch song sát kêu rên vài tiếng xương cốt đứt đoạn gần tay gân chân cũng bị cắt đứt trong nháy mắt kể từ bây giờ trên giang hồ sẽ không còn có truyền thuyết về hắc bạch song sát bọn họ đã bị xóa tên ở thành phố giang tư một người nhỏ tuổi hơn không hiểu rõ đầu đuôi gãi đầu nói anh khải cái gì gọi là kiến leo cây chu khải lạnh lùng cười làm món này bước đầu tiên nhất định phải hấp qua nguyên liệu sau đó tưới nước sốt Cuối cùng là trang trí lên đĩa. Nhìn hắc bạch song sát, Chu Khải thong thả ung dung giảng giải quá trình chế biến món kiến leo cây. Trước tiên là phải tẩm ướp gia vị cho ngấm, sau đó quét mật ong lên, hấp dẫn ong kiến tới, nhét vào trong thùng chứa, bịt kín lại, đưa tới thành phố Giang Thanh. Món này bảo quản mấy ngày vẫn còn tươi lắm. Hắc bạch song sát sẽ bị kiến, ong gặm nhấm, chịu đựng thống khổ trong vài ngày. Mày, bọn mày thật ác độc. Hắc bạch song sát luống cuống, bởi vì sợ hãi, cả người đều đang không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh róc rách, đúng quần đều đã ướt súng. Từ ngày đầu tiên bọn họ bắt đầu giết người, hai người đều có dự liệu, một ngày nào đó sẽ gặp phải cao thủ, sẽ phải chết oan chết uổng. Chỉ là, bọn họ không thể ngờ rằng, kết thúc cuộc đời bọn họ sẽ thê thảm như thế này. Chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta lạnh bút răng, giờ phút này, cái chết đã là một chuyện vô cùng hạnh phúc nhưng bọn họ có muốn cũng không chết được ngay cả đám người chu khải đối với loại hành vi cực kỳ tàn ác này cũng cảm thấy sống lưng phát lạnh nhưng chu khải cũng không thừa lòng từ bi mà bố thí chi kẻ thế này người mà giang hải đã muốn giết kẻ đó nhất định là tội ác tài trời chết cũng không hết tội hôm nay mình không tàn nhẫn với kẻ địch ngày sau kẻ địch cũng sẽ không có bất kỳ sự nhân từ nào với mình giang hải muốn giết gà dọa khỉ muốn san rừng dọa hồ chỉ có làm mọi người sợ hãi, biến thành phố Giang Tư, thậm chí tỉnh Hải Đông thành cấm địa. Chu Khải cười lạnh, giơ chân đá gãy tay của một người. Nhà họ Doãn là muốn bọn mày đi chết, chẳng nhẽ bọn mày không nhìn ra sao? So với việc giết người, Giang Hải càng thích trừng phạt hơn. Đám người Chu Khải tự nhiên cũng tuân theo tôn chỉ của Giang Hải, ưu tiên việc trừng phạt lên đầu. Chu Khải muốn hắc bạch song sát cho rằng, người chân chính hại chết bọn họ là nhà họ Doãn chỉ cần trong lòng bọn họ có thù hận, sau khi đưa người trở về, sợ là sẽ còn xúi dục một vài người trung thành với nhà họ Doãn. Cái này giống như thả một mồi lửa ở trong nhà của kẻ địch, từ đó có nhiều người làm việc cho nhà họ Doãn sẽ nảy sinh một ý nghĩ khác. Tuy anh Giang biết, nhà họ Doãn chỉ muốn giá hỏa cái chết của bọn mày cho tập đoàn Uyển Như, có điều bọn tao cũng không để bụng. Trên mặt Hắc Bạch song sát chỉ có sự sợ hãi, nhìn nét cười trên mặt Chu Khải, giống như nhìn thấy ác ma đồng thời trong lòng bọn họ cũng có vài phần tin tưởng lời chu khải nói giang hải thật sự có thực lực một chiêu đánh bại đối phương cao thủ như vậy nhà họ doãn sai bọn họ tới đây đích thực có nhiều khả năng là mượn tay giang hải để diệt trừ bọn họ lại đá thêm cái nữa cánh tay còn lại của gã cũng bị đá gãy chu khải còn muốn tiếp tục dẫm xuống bởi vì bọn họ đánh đám người kim thâu bị thương còn làm họ gãy xương nữa đừng đừng hai anh em chúng tôi bằng lòng phản bội, chỉ cần có thể đổi lấy tính mạng. Đôi chân Chu Khải ngừng lại ở giữa không chung, hai mắt nheo lại. Mày có biết, nếu lừa dối tao, sẽ là kết cục gì không? Cũng khó trách Chu Khải không tin bọn họ, mới như vậy mà đã bán đứng nhà họ doán, thật sự đến một con chó cũng không bằng. Đúng là loại bán chủ cầu vinh. Chúng tôi có thể báo tin, để doãn bằng tới thành phố Giang Tư tự tìm chết. Chu Khải sờ sờ cầm, việc này cũng không nhỏ, anh ta không dám tự ý làm chủ, vẫn nên xin ý kiến của Giang Hải vậy. Lập tức gọi điện thoại cho Giang Hải đang ở trên tầng. Xử lý xong hắc bạch song sát, Giang Hải không vội vã lên tầng, mà là đi ra ngoài từ cửa hông, cầm một ít đồ ăn vặt và kem ly, vừa ăn vừa đi lên tầng. Đây là kinh nghiệm rút ra được sau khi trường kỳ đấu tranh với Cố Uyển Như. Hút thuốc xong, kẹo cao su cũng không thể hoàn toàn che giấu được mùi thuốc, nếu ăn một chút đồ ăn vặt có mùi thơm, thì sẽ không có vấn đề gì. Vào tới văn phòng, đưa một ly kem cho cố Uyển Như. Vợ à, loại mới đấy, rất ngọt. Hoài nghi nhìn Giang Hải, mũi người người cũng không ngửi được mùi gì. Dưới tầng xảy ra chuyện gì vậy? Giang Hải xua xua tay, trộm vặt mà thôi, có hai tên định treo tường vào ăn trộm. Hả, cố Uyển Như không tin, đang ban ngày ban mặt như thế này, lại treo tường đi ăn trộm người ngốc cũng sẽ không như vậy. Lại nói, một hai tên trộm vặt lại có thể khiến Lưu Phượng căng thẳng như vậy. Đến nỗi Giang Hải phải đi xuống xử lý. Có điều Giang Hải đã nhanh chóng đổi chủ đề, Cố Uyển Như cũng không tiếp tục truy hỏi. Vừa mới ăn ly kem xong, đang muốn cùng Cố Uyển Như tiếp tục bàn luận vấn đề, tối nay ai cưới lên người ai, điện thoại lại đổ chuông. Giang Hải nhận điện thoại, mới chỉ nghe xong vài câu, đã cười lên. Cũng tốt, cho bọn chúng một cơ hội. Dưới tầng, Chu Khải đứng ở một bên, quay đầu lại cảnh giác nhìn Hắc Bạch song sát, nói nhỏ: "Anh Giang, anh muốn thả bọn chúng." Điều này liệu có khi nào sẽ thành thả hổ về rừng không? Ai nói muốn thả, cho bọn họ làm chút việc trước, sau đó nên làm như thế nào thì cứ như thế mà làm. Là loại giao ước tinh thần, thành thật giữ chữ tín, tha cho một mạng, đừng có ngây thơ nữa điều ấy phải dựa trên cơ sở bình đẳng thực lực hai bên mà thiết lập. Nếu như vi phạm giao ước mà không phải gánh bất kỳ hậu quả nào, tất cả giao kèo cũng chỉ như một trò cười. Giang Hải chưa từng nghĩ sẽ buông tha cho hắc bạch song sát, trên tay hai tên này đã dính không ít máu, sớm đã nên chết đi. Trở lại bên cạnh hắc bạch song sát, Chu Khải lạnh mặt nói, anh Giang đồng ý, nhưng để đề phòng bọn mày dở trò, phải chờ giải quyết mọi chuyện xong mới có thể thả tự do cho bọn mày. Hắc Bạch song sát chỉ cần mạng sống, không có ý gì nghi ngờ anh ta, gật đầu như bổ củi, vội vàng đồng ý. Thành phố Giang Thanh, trong tay Doãn Bằng đang cầm roi da nhỏ, điên cuồng như Vũ Bão hành hạ cô gái mặc yếm. Lúc này có đàn em tới báo cáo tình hình, Doãn Bằng mới tạm thời buông tha cho cô gái kia. Bọn họ có tin tức rồi sao? Liên tục cười lạnh, tính toán thời gian, giờ phút này hẳn là tên Giang Kiêm kia đã bị đánh tàn tạ rồi, đang trên đường đưa tới thành phố Giang Thanh giang hải kia tứ chi đều bị đánh gãy rồi chứ tên đàn em hí hửng nói anh doãn hắc bạch song sát truyền tin về nói đã bắt được người cả ba đứa con gái kia cũng đã khống chế được rồi đi đến đâu rồi việc trước tiên doãn bằng nghĩ đến không phải xử lý giang hải như thế nào mà làm thế nào để hưởng thụ những cô gái mình ngày đêm mơ tưởng kia không vẫn chưa xuất phát cái gì Tên đàn em nói, hắc bạch song sát nói để anh đi thành phố Giang Tư một chuyến. Bảo tôi đi thành phố Giang Tư, doãn bằng chừng lớn mắt, bọn họ có phải điên rồi không, dám ra lệnh cho tôi đi đến đó. Tên đàn em liếm liếm môi, nhẹ giọng nói, anh doãn, bọn họ nói đã cho ba con nhỏ đó uống rượu bị pha thuốc rồi, nhầm tính thời gian, chờ đến lúc anh đến, vừa kịp lúc có thể hưởng thụ. Năng lực của doãn bằng thế nào, tên đàn em này hiểu rõ nhất, chỉ một người đã lao lực rồi chứ đừng nói đến ba người, đến lúc đó, bọn họ theo ở phía sau cũng được nếm chút mới mẻ. Đặc biệt là Uyển Thuần, đúng là vư vật mà, nếm thử một lần rồi tổn thọ vài năm cũng không sao. Khóe miệng Doãn Bằng nhếch lên, trong lòng không ngừng mắng thầm. Ý của Hắc Bạch Song Sát không phải rõ quá rồi sao, nếu Doãn Bằng còn không đi, ba cô gái kia, họ sẽ hưởng thụ trước. Xem ra đã đến thời điểm chấn chỉnh Hắc Bạch Song Sát. Hiện giờ hai tên súc sinh này đã không xem cậu chủ nhà họ Doãn này ra gì rồi. Cứ tiếp tục như thế này, nói không chừng ngày nào đó còn ra tay với cả Doãn bằng. Đúng là làm càn. Gã ta cắn răng, bộ mặt dữ tợn. "Đi, lập tức đi thành phố Giang Tư." Chương 225. Khách sạn Thiên Nha ở thành phố Giang Tư. Nơi này đã từng là sản nghiệp của Lan gia, mà hiện giờ tất cả đều thuộc về tập đoàn Uyển Như. Trước đây khi Doãn Bằng tới thành phố Giang Tư đã nghỉ lại ở đây. Uyển Thuần cũng đã ở đây một khoảng thời gian. Có thể nói, tất cả các hoạt động kinh doanh của tập đoàn Uyển Như đều chịu ảnh hưởng vô cùng lớn, thậm chí rất nhiều sự hợp tác hoàn toàn rơi vào trạng thái đình trệ. Doãn Bằng làm hai bước tính toán, một lần này đã dễ dàng tóm gọn tập đoàn Uyển Như, những bên hợp tác cũng trở thành đối tác của nhà họ Doãn. Nếu sự việc có chút nào không thuận lợi trong khoảng thời gian ngắn không thể hoàn toàn chiếm hữu tập đoàn Uyển Như, như vậy những người này sẽ là một thanh kiếm sắc bén nhằm thẳng vào tập đoàn Uyển Như. Tin tức từ Hắc Bạch Song Sát báo lại, đã khống chế người ở trong phòng tổng thống của khách sạn này. Cùng lúc Hắc Bạch Song Sát gây rối tại tập đoàn Uyển Như, Doãn Bằng đã liên hệ không ít những đối tác của tập đoàn Uyển Như. Trước thủ đoạn tàn độc đầy máu tanh của Hắc Bạch Song Sát, những người này đều đã bị khống chế. Đối với những lời Hắc Bạch Song Sát nói, gã ta không chút nghi ngờ tập đoàn uyển như sẽ rơi vào tình trạng chạy trời không khỏi nắng cố uyển như cuối cùng cũng không thoát khỏi lòng bàn tay gã ta mà giang hải nhất định cũng sống không bằng chết muốn đấu với nhà họ doãn mày còn non và xanh lắm doãn bằng lạnh lùng mà trong ánh mắt lại lộ rõ dục niệm nồng đậm gã ta muốn có được uyển thuần hơn thế nữa còn có người phụ nữ thanh thuần như cố uyển như nữa thứ mà nhà họ doãn muốn trước giờ chưa từng có khi nào không lấy được. Gã ta nhịn không được cười điên cuồng. Nhà họ Doãn và Hắc Bạch song sát hợp tác cũng không phải chỉ một vài lần. Hai người này có tiếng là tàn nhẫn độc ác. Giang Hải có thể được hai người bọn họ ra tay, đời này cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Doãn bằng tin tưởng Hắc Bạch song sát, nếu đã truyền tin về, vậy nhất định đã làm xong mọi chuyện. Trong lòng gã ta đang ảo tưởng, một lúc nữa Giang Hải sẽ có một phe nước mũi nước mắt ròng ròng quỳ xuống đất xin tha như thế nào. Mạo Uyển Tuần sẽ uyển chuyển mà phối hợp và hưởng thụ như thế nào dưới thân gã. Cố Uyển như lại quật cường mà kháng cự như thế nào. Lan Kiều uống thuốc rồi nhất định sẽ mềm mại như nước. Nghĩ đến thôi mà đã khiến người ta huyết mạch sôi trào, muốn giữ mình cũng khó. Chiếc xe trực tiếp dừng trước cửa khách sạn Thiên Nha. Doãn bằng xuống xe, khó dần được bước chân gấp gáp hướng về phía phòng tổng thống. Nếu chậm một bước, ba cô em đó sẽ bị hắc bạch song sát chơi trước mất, Doãn Bằng sẽ có chút đau lòng. Cửa phòng tổng thống khép hờ, bên trong cánh cửa không có bất cứ âm thanh nào. Doãn Bằng bước nhanh lên phía trước, một chân đá văng cánh cửa, vội vàng xông vào trong. Nhưng Doãn Bằng đã ngay lập tức ngây ra tại chỗ. Bên trong cánh cửa, Giang Hải ngồi ở ghế sofa giữa phòng. Tần Hiên ngồi một bên, so sánh với trước đó, Tần Hiên đã chứng chạc hơn rất nhiều. Chu Khải đứng đằng sau, sắc mặt âm trầm, ánh mắt như điện. Nhìn thấy Giang Hải, đồng tử doãn bằng chợt co rút lại, kinh hãi không thôi. Giang Hải, gã ta không phải đã bị hắc bạch song sát đánh bẫy tứ chi rồi sao? Mày, mày, tại sao lại ở chỗ này? Không, tại sao mày lại vẫn bình yên vô sự? Doãn bằng lập tức lui về phía sau, muốn chạy trốn nhưng cánh cửa đằng sau đã từ từ đóng lại. Một tốp người mặc đồng phục bảo vệ đã xếp hàng ngay ngắn ở phía sau cửa. Ai cũng ngừng ngực khí thế. Không phải anh vẫn hy vọng tôi ở đây sao? Anh Doãn, nghe nói anh muốn đánh gãy chân tay tôi, biến tôi thành người thực vật, sống dở chết dở. Điều này là thật sao? Tôi có chút sợ đấy. Giang Hải bày ra vẻ mặt hài hước, nhìn thật kỹ ánh mắt Doãn bằng, giống như đang ngắm nhìn một con gia súc nào đó xem xem nên hạ dao ở chỗ nào. Mày, mày muốn làm gì? Doãn bằng luống cuống, giọng nói cũng vì thế mà run rẩy. Nghĩ tới không lâu trước đây John Wax tiệc của tập đoàn Uyển Như, Giang Hải nhét điểm tâm vào trong miệng của gã ta như thế nào, lại đổ rượu vào đầy hỏng gã như thế nào. Nghĩ đến những chuyện đó, cả người Doãn bằng ứa mồ hôi, sống lưng cũng trở nên lạnh buốt. Rơi vào trong tay Giang Hải. Thật là đáng sợ. Họ Giang kia, tao là người của nhà họ Doãn, mày tốt nhất, tốt nhất mày nên xin lỗi tao, nhà họ Doãn có thể buông tha cho anh. Giang Hải sửng sốt, ngay sau đó thì cười nhạo, tao chưa từng gặp loại như mày đấy, nói mấy chuyện ngớ ngẩn mà lại cứ mạnh miệng như thật ấy. Tao nói lời xin lỗi á, Giang Hải thu lại ánh mắt, mày có gánh được không? Mày, cũng xứng sao? Giang Hải giơ tay lên, chỉ thị cho Chu Khải. Quá ngông cuồng, vả miệng. Chu Khải không chút do dự tiến lên, túm lấy cổ áo Doãn Bằng. Bốp, một bên má Doãn Bằng sưng vù lên. Mà tên đàn em bên cạnh gã ta, sợ hãi lui về phía sau hai bước, không dám gây ra tiếng động. Mày, mày dám, tao sẽ cho mày. Bốp, Chu Khải cũng mặc kệ gã ta muốn nói gì, lại dáng xuống một bà tai. Và miệng, là ý chỉ của Giang Hải, vậy nên mặt của Doãn Bằng nhất định phải tiếp xúc thân mật với tay của anh ta một cái tát này của Chu Khải là dồn toàn bộ lực lên đó. Một cái răng bay ra ngoài, tiếp theo đó, khóe miệng Doãn bằng chảy ra máu tươi. Giang Hải nói, nhà họ Doãn làm đủ việc xấu, trời đất không dung. Nếu mày không trêu chọc tao, tao cũng không muốn phá vỡ cân bằng, đi làm quan tòa làm gì. Nhưng ai bảo mày lại muốn tham lam nhỏ ngó tập đoàn Uyển Như, còn dám có suy nghĩ dơ bẩn với cố Uyển Như. Vậy thì cho dù có ông trời xuống đây, cũng không giữ được mạng của mày. Giang Hải híp hai mắt, hư lạnh một tiếng, mày có biết, bắt nạt vợ của tao, đều là kết cục gì không? Doãn bằng không thể biết được, tiếp theo Giang Hải sẽ xử lý gã như thế nào. Gã ta chỉ biết, nếu rơi vào trong tay Giang Hải, nhất định sống không bằng chết. Giang Hải khua khua tay, Chu Khải lập tức tiến lên. Suốt di động ra, đặt ở trước mặt Doãn bằng. Thưởng thức đi, không bao lâu nữa, mày cũng sẽ xuất hiện ở trong ảnh chụp. Hơn nữa, còn trở thành nhân vật chính. Bày trước mắt doãn bằng là vài tấm ảnh chụp. Một tấm là Trương Huy Vũ, thân hình trần trụi, đang, vật lộn, cùng mấy con chó dữ. Một tấm khác máu thịt lẫn lộn, là Quan Huỳnh, là ảnh chụp cảnh anh ta ngã từ trên tầng cao xuống chết thảm. Nhìn đống ảnh đó, đầu óc doãn bằng trống rỗng, sợ rụt cả vòi. Mày muốn trở thành người nào trong số họ? ảnh chụp lướt qua, đằng sau còn có một đoạn video. Trong video là hai dương gỗ to, mà trong đó có hai người đang nằm ra sức giấy ruộng, vặn vẹo. Doãn bằng liếc mắt một cái đã nhận ra, hai người kia cũng không phải ai xa lạ. Hắc bạch song sát, cổ họng lên xuống không ngừng, mà trong tim Doãn bằng lại tràn đầy lạnh lẽo. Lời Giang Hải nói không hề có uy hiếp, chính là thật sự khuyên gã ta, anh, thật sự dám ra tay với nhà họ Doãn mấu chốt nhất chính là, cao thủ mạnh như hắc bạch song sát cũng không làm gì được Giang Hải, ngược lại còn thê thảm sống không bằng chết. Giang Hải kia, rốt cuộc đáng sợ tới mức nào? Chu Khải cười lạnh, liếm môi nói chuyện, đang rất mong đợi Doãn Bằng đưa ra quyết định cuối cùng. Nghe vậy, khuôn mặt Doãn Bằng nháy mắt trở nên tái mét, môi cũng thành tím tái, mà cả người cũng bắt đầu run rẩy. Bên trong đôi mắt chỉ có tận cùng sợ hãi. Giang Hải thật sự không phải con người mà là ác ma. Doãn bằng tự nhận bản thân mình đã đủ tàn nhẫn, gã có rất nhiều cách khiến người ta sống không bằng chết, nhưng so sánh với những việc Giang Hải làm, quả thực chỉ là trình độ mẫu giáo. Giang Hải, mày không thể đối xử với tao như vậy, tao chính là người của nhà họ Doãn. Giọng nói Doãn bằng mang theo chút nước nở, gã biết, giờ phút này, danh tiếng của nhà họ Doãn trong mắt Giang Hải không có chút huy lực nào, mà ngược lại chỉ giống như trò cười. Nhà họ Doãn, rất nhiều người nhìn đến đều cảm thấy không thể động vào nhưng theo tôi thấy chính bởi vì thanh danh lớn cho nên tôi mới muốn mượn của anh một vật để lập uy anh muốn mượn cái gì doãn bằng hoàn toàn choáng váng đầu óc cũng không hoạt động được nữa rồi gã ta bây giờ chỉ nghĩ muốn giữ lại mạng sống anh muốn mượn cái gì tôi đều sẽ cho anh mượn không cần trả lại bao nhiêu tiền anh cho một con số đi Giang Hải cười nhạo, đã mượn rồi thì tôi cũng không nghĩ sẽ trả lại, càng không có cách nào trả lại. Ví dụ, nếu tôi mượn của anh, một cái mạng. Cả người doãn bằng giường như run bắn lên, run bẩn bật. Giang Hải muốn giết mình sao, gã ta dám. Lúc này, Tần Hiên vẫn luôn im lặng, đột nhiên nói, anh Giang, không phải lần trước anh nói, thành phố Giang Tư, tốt nhất nên xây dựng một đường quốc lộ vành đai sao. Giang Hải mỉm cười không nói, cái tên Tần Hiên này đúng là người có tài buôn bán kinh doanh. Chính bản thân mình cũng suýt quên mất, Doãn Bằng có tiền, hơn nữa có rất nhiều tiền. Gã ta là cậu chủ của nhà họ Doãn mà, trong tay chắc chắn có không ít tiền. Lúc này Hà Tất phải khăng khăng giết gã, kết thù với nhà họ Doãn là kết cục đã định, tiền trong túi Doãn Bằng mua sao mà không lấy. Tần Hiên đến gần Doãn Bằng, cười ha ha, vô cùng thân thiện nói, "Cậu Doãn, thật ra tôi lại có thể nguyện ý cầu xin cho anh." có thể giữ lại cái mạng, cũng có thể không mất một sợi tóc mà rời đi. Chỉ là, muốn làm được chuyện này, vẫn cần có một chút hì hì. Vừa nói, Tần Hiên vừa làm động tác đếm tiền. Doãn bằng sao có thể không hiểu được, vội vàng gật đầu. Anh muốn bao nhiêu? Cái này, còn phải xem mục đích anh muốn là gì, muốn nửa người rời đi, hay là nguyên vẹn cả người rời đi. Đầu gối Doãn bằng nhũn ra, xém chút nữa quỳ xuống trước Tần Hiên, cả người kịch liệt run rẩy, trước mắt lại thấp thoáng không ngừng hiện lên thảm cảnh của những người kia. Thật sự đáng sợ, tim gan đều đang run rẩy. Để tôi rời đi, tôi sẽ đưa cho anh 100 triệu. Nhà họ Doãn, tuyệt đối sẽ không quên ơn anh. Giọng nói Doãn bằng run rẩy, khó khăn cắn răng nói. Tần Hiên nhíu nhíu mày, khiến cho Doãn bằng hoảng sợ, lập tức sửa lại. Không không, anh nói bao nhiêu, tôi sẽ đưa bấy nhiêu, nhất định sẽ đưa. Nếu không đủ, tôi gọi điện thoại cho người nhà, bọn họ nhất định sẽ không mặc kệ tôi. Tần Hiên hít mắt, cậu Doãn, cậu làm vậy là không có thành ý lắm nha. Thành ý, nói thẳng ra một cái giá, giờ phút này có thể lấy ra bao nhiêu tiền, thì chính là thành ý. Doãn bằng đã hiểu, hung hăng nuốt nước miếng, gấp tới nỗi mắt đều đã đỏ lên. Trong tay tôi chỉ có chưa đến 200 triệu, đây còn là trước khi đi, người Nahatep gã ta muốn nói số tiền này là phí cần dùng khi nhà họ doãn nhằm vào tập đoàn uyển như cũng không phải tiền cho doãn bằng tiêu xài lời nói đến cửa miệng lại vội vã nuốt trở lại loại cậu chủ như doãn bằng nào có thói quen tích góp tiền có thể nói đưa cho gã ta bao nhiêu cũng không đủ để tiêu xài lấy ra máy quét thẻ ra khuôn mặt tần hiên hơi mỉm cười cậu doãn muốn quét thẻ hay chuyển khoản quét thẻ quét thẻ gã ta run rẩy lấy ra một tấm thẻ quét một cái sạch sẽ tiền trong thẻ. Tiền gần như trong phút chốc đã chuyển đến nơi. Doãn bằng từ từ lui về phía sau, tiền anh cũng đã nhận rồi, có thể thả tôi đi chưa? Tôi có nói như vậy sao? Giang Hải cười nhạo, ánh mắt cười cợt giống như đang nhìn một tên ngốc. Doãn bằng, chính xác là một tên ngốc, Giang Hải chưa từng nghĩ sẽ buông tha Doãn bằng. Ông ong, trong đầu như nổ vang lên một tia sấm sét. Gã ta chết đứng tại chỗ, vô cùng sướng sờ. Doãn bằng hoàn toàn ngây ngốc, vô cùng oán độc nhìn chằm chằm Giang Hải. Anh, anh đã nhận tiền của tôi. Giang Hải không phải người, gã ta là kẻ điên. Sợ hãi đến cực điểm, run rẩy rồi xoay người chạy ra bên ngoài. Nhưng gã sao có thể trốn được, chạy vài bước đã bị đạp trở về. Bị dọa đến ngây ngốc, Doãn bằng nằm trên mặt đất quên cả đau đớn, đại tiểu tiện đều mất khống chế. Anh đã nhận tiền của tôi. mươi 226 tôi sai rồi, không dám nữa. Anh Giang, tôi sẽ rời khỏi thành phố Giang Tư ngay lập tức, không, là rời khỏi tỉnh Hải Đông, sau này không dám trở lại nữa. Anh đánh tôi đi, đánh gãy chân tôi cũng được, cầu xin anh, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Trạng thái tâm lý của Doãn Bằng hoàn toàn sụp đổ rồi, nằm sấp trên mặt đất, chậm chạm cuộn tròn người lại, làm động tác quỳ lạy với Giang Hải. Khóc lóc nói năng lộn xộn, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt. Thấy Giang Hải không chút động lòng, dập đầu mấy cái, "Anh Giang, anh muốn bao nhiêu tiền, tôi sẽ gọi điện về đòi, chỉ cầu xin anh tha cho tôi. Anh nói một con số đi, được không?" Giang Hải đứng dậy, nhìn cũng không nhìn một cái. "Trước kia, có lẽ là tôi đã quá mềm lòng, tha cho nhiều người như vậy, kết quả vẫn không ngừng có kẻ ngốc đến thành phố Giang Tư, tìm cách chọc giận tôi. Từ hôm nay trở đi, không chỉ thành phố Giang Tư, tỉnh Hải Đông" phàm là có người nhắm vào tập đoàn uyển như tuyệt đối không trùn tay đến thành phố giang tư gây sự cũng được thôi giang hải cũng không muốn giết người hơn phân nửa là để lại một khoản tiền thì có thể rút lui an toàn nhưng loại nhân từ này lại khó có thể lập uy hạng người như doãn bằng này không có đầu óc dám có ý nghĩa không chính đáng với cố uyển như việc này là tội chết không bao giờ tha thứ giang hải rời đi để lại doãn bằng sụi lơ trên mặt đất. Ánh mắt đám người Chu Khải trở nên vô cùng dữ tợn. Tần Hiên lạnh lùng nói, thành phố Giang Tư, xưa nay luôn hiếu khách, sẽ khiến cho cậu Doãn vui lòng khách đến. Lại đây, cho cậu Doãn được thoải mái đi nào. Hơn 10 con chó ngao Tây Tạng bị dắt vào, hai mắt đỏ bừng, trong miệng chảy nước rãi. Một người khác lột sạch quần áo của Doãn bằng, rồi bôi một loại thuốc trên người của anh ta. Người thấy mùi, một đám ngao tây tạng điên cuồng lên kéo căng dây thừng phát ra từng trận gầm nhẹ muốn nhào về phía doãn bằng đám người tần hiên đi ra ngoài cửa nở nụ cười cởi bỏ dây thừng trên cổ đám ngao tây tạng cậu doãn để các cô em này lại cho anh chúc anh có một đêm vui vẻ a à, tao muốn giết bọn mày bọn mày sẽ không được chết tử tế giang hải mẹ kiếp tao đào một tổ tông nhà mày tao làm quỷ cũng sẽ không Đừng đến đây, đừng đến đây. Nghe tiếng động kịch liệt ở bên trong cánh cửa, Tần Hiên nhún vai. Sắp xếp đội thi công, căn phòng Tổng thống này lại phải sửa sang lần nữa. Chu Khải rụt cổ lại, trong lòng cũng có chút rụt rè. Làm khó cho Doãn bằng rồi, hơn 10 con ngao Tây Tạng có được có cái, loại phúc vợ này cũng không phải người bình thường có thể hưởng thụ được. Chu Khải hỏi anh Hiên, cho Doãn bằng, sung sướng, xong rồi, xử lý như thế nào. Tần Hiên cười rồi cười, cậu không nghe anh Giang nói cái gì sao? Anh Giang nói, trước kia anh ấy quá mềm lòng, từ hôm nay trở đi, tuyệt đối không chùn tay. Đây là muốn triệt để xử lý doãn bằng. Chu Khải rụt cổ lại, xem ra, những hố mộ trên núi phía nam, không phải là tốn công đào, chẳng qua là đào sớm vài ngày mà thôi. Doãn bằng tiến vào thành phố Giang Tư, lập tức mất đi toàn bộ tin tức. Một số đàn em ở lại thành phố Giang Thanh, làm như thế nào cũng không liên lạc được với Doãn Bằng. Bọn họ cũng không nghĩ nhiều, Doãn Bằng không ở bên cạnh, ôm rượu vui vẻ uống sảng khoái. Bọn họ quá hiểu cậu chủ của mình, Doãn Bằng đến thành phố Giang Tư, trước tiên nhất định là cùng mấy mỹ nữ sung sướng. Giờ này phút này, nhất định là đang mây mưa điên đảo rồi. Ai có thể ngờ được, cùng Doãn Bằng mây mưa, không phải là mỹ nữ, mà là hơn 10 con ngao tây tạng, vô cùng hung hãn. Nhưng đến chiều hôm sau, vẫn không có bất cứ tin tức gì từ Doãn Bằng. Cậu Doãn có phải đã quên chúng ta rồi không? Ôm mỹ nữ trong lòng, có thể nhớ tới bọn họ mới là lạ. Không nên thế, dựa theo năng lực của cậu Doãn. Không, thói quen, một đêm nhiều nhất 10 phút, cho dù làm một chút tiết mục nhỏ, cũng chỉ tầm nửa tiếng đồng. Cái này là cả ngày rồi. Một người khác có lẽ là bị ba người phụ nữ xinh đẹp quấn lấy, đang mệt rồi. Vài người cười dâm đáng, vẫn không quá coi trọng. Mãi cho đến khi, nhà họ Doãn ở danh quận gọi điện hỏi thăm tình hình, mấy người này mới phát hiện, mọi chuyện hình dường như có chút không đúng. Mà, ở bên kia, những người bị Doãn bằng kiểm soát cũng nghe nói chuyện Doãn bằng mất tích. Bọn họ, rất nhiều người bất đắc dĩ phải đứng về phía nhà họ Doãn, giờ phút này, trong lòng có chút sợ hãi. Không ít người biết, tập đoàn Uyển như có thể đi tới ngày hôm nay, tuyệt đối không phải là loại tốt đẹp lương thiện gì, Giang Hải, nhất định là người có bối cảnh hoặc lai lịch không bình thường. Bất luận là ngoài sáng hay trong tối, đều không lay động được tập đoàn Uyển Như. Nhà họ Doãn, sắp xếp hai cao thủ, có thể nhổ tận gốc được thế lực của Giang Hải sao? Chẳng qua bao lâu, có một tin tức đến, kèm theo một bức ảnh. Giang Hải vẫn yên lành, cùng mẹ vợ đi dạo siêu thị, mua không ít đồ ăn. Tức thì, tin tức làm chấn động dư luận thành phố Giang Thanh cao thủ nhà họ doãn muốn tiêu diệt giang hải doãn bằng cũng đi thành phố giang tư nhưng bây giờ thì sao hắc bạch song sát không còn tin tức gì nữa doãn bằng còn đang mất tích không ai có thể liên lạc với anh ta kết quả này nói rõ điều gì mặc kệ nhà họ doãn ở danh quận có thế lực lớn như thế nào thành phố giang tư vẫn bình yên như cũ vẫn là địa bàn thuộc về giang hải một số người tụ tập lại với nhau thì thầm nói nhỏ đếm trên đầu ngón tay những người đi tới thành phố giang tư gây sự không có một người nào kết thúc tốt đẹp thậm chí không ít người đã chết bọn họ thực sự hoảng sợ rồi trong lòng lo lắng lại sợ hãi sợ tập đoàn uyển như xử lý doãn bằng xong kế tiếp sẽ thanh toán bọn họ đừng lo lắng quá nhiều một người sắc mặt u sầu giọng nói có chút run rẩy tập đoàn uyển như luôn làm theo hợp đồng còn chưa từng dùng thủ đoạn bỉ ổi nhắm vào ai nhưng lần này là chúng ta chủ động soi mói mặc dù là bị ép buộc nhưng hai ít nếu cố tổng không nghe chúng ta giải thích một ông già nhìn xa trông rộng trầm mặt mọi người đừng nóng vội đến lúc đó cùng nhau cầu xin cố tổng sẽ không nắm chặt chuyện này không buông đâu chúng ta nhiều người như vậy nếu như dựa theo hợp đồng hủy bỏ tất cả hợp tác cũng là một loại tổn thất đối với tập đoàn uyển như ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép trong một căn phòng những đàn em của doãn bằng hoảng hốt như nhau nếu doãn bằng có việc bất chắc gì bọn họ sợ là sẽ phải chôn theo nhà họ doãn nổi tiếng là thủ đoạn độc ác lấy bọn họ để trút giận cũng là chuyện bình thường rất nhanh vài người tụ hợp cùng nhau thương lượng biện pháp đối phó nếu như doãn bằng bình an vô sự bọn họ đương nhiên là không sao nếu như doãn bằng bị thương tùy theo tình huống mà lựa chọn nên làm như thế nào nếu như doãn bằng đã chết bọn họ lập tức cải trang trốn chạy tha hương trở về nhà họ doãn đó là tìm đường chết tiếp tục kiểm soát mấy người kia của thành phố giang thanh những tên đàn em này làm gì có thời gian nhàn rỗi ấy bọn họ không thể đợi được phải kiểm tra rõ xem doãn bằng còn sống hay đã chết một đám người toàn bộ bọn họ xông tới thành phố giang tư danh quận là một trong những khu vực phát triển nhất ở đông quận so với tỉnh hải đông quả thực là khác nhau một trời một vực nhiều thế lực lớn rắc rối phức tạp nhà họ doãn cho dù là ở danh quận cũng được tính là gia tộc lớn có địa vị cực cao bất luận đó là ngoài mặt hay là thế giới ngầm tiếng nói đều rất có trọng lượng nhưng muốn xét đến sự bá đạo ở đất danh quận không ai có thể vượt qua kỳ hữu sự bá đạo của anh ta rất là nổi danh lừa gạt cưỡng đoạt cưỡng ép con gái nhà lành trở thành gái mại dâm có thể nói là chuyện xấu nào cũng làm. Cho dù là gia tộc của danh quật, cũng đều phải tránh xa không kết oán. Lúc này, trong phòng khách nhà họ Doãn, một ông già dâu dài, ngồi ở trên ghế đầu, lông mày giống như con sâu tầm, tinh thần lúc tốt lúc không. Bàn tay khô héo, nắm một cái quạt gấp, quạt với tốc độ nhanh, có thể thấy được tâm trạng của ông ta, có chút nôn nóng. Bằng nhi còn chưa có tin tức gì sao? Các người đang làm gì cái gì vậy, ngay một người cũng chăm sóc không tốt. Người đâu, cháu trai của tôi đâu? Nếu như còn không có tin tức nữa, nếu như làm tổn thương nó chút nào, các người, các người sẽ không yên đâu. Ông già này chính là ông chủ của nhà họ Doãn, Doãn canh. Bên dưới, hơn 10 người khom lưng đứng cung kính, thở cũng không dám thở mạnh. Cha, cha đừng lo lắng, thằng bé Doãn bằng này, chắc chỉ là muốn vui chơi tự do thoải mái. Nghe nói vừa mới thích một cô gái người đang ở thành phố giang tư qua mấy ngày nữa chơi chán rồi sẽ trở về thôi doãn canh khẽ dương mí mắt hư một tiếng không có tiền đồ vì một đứa con gái nhà cũng không cần sao đứa cháu này có phải đã quên luôn lão già này rồi không doãn bằng chẳng qua chỉ là con vợ lẽ chú bác trưởng bối trong nhà rất coi thường chỉ có doãn canh là thích đứa cháu trai này thằng nhóc này miệng rất ngọt ngào ba hai câu nói đã có thể làm cho doãn canh vui vẻ cho nên khi nhà họ doãn muốn ra tay với tập đoàn uyển như cơ hội này mới được nhường cho doãn bằng cha cha đừng lo lắng con đoán doãn bằng đã nắm được tập đoàn uyển như rồi rất nhanh sẽ có tin tức tốt truyền về thôi cháu trai của cha rất có tiền đồ một người khác cười nói mặt thì cười nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ gian trá doãn bằng mà có thể hạ được được tập đoàn uyển như mới là lạ ấy ông ta đã nhận được tin tức doãn bằng ở thành phố giang tư sống chết không rõ sợ là đã rơi vào tay giang hải rồi nếu như giang hải giết chết doãn bằng lại như giúp cho nhà họ doãn loại trừ một tai họa sau khi doãn canh chết ai sẽ kế thừa vị trí gia chủ vẫn còn chưa chắc chắn hiện tại ông cụ lại cương chiều doãn bằng như vậy đương nhiên rất nhiều người sẽ lo lắng rồi cháu trai mà tôi dạy dỗ làm chút chuyện nhỏ này đương nhiên không thành vấn đề Doãn Canh nở nụ cười. Ngay sau đó, lại nhíu mày, gõ gõ quạt gấp, đi mau, liên lạc lại. "Này, đúng rồi, có sắp xếp người đi tỉnh Hải Đông không?" Ở bên cạnh, quản gia mập mạp vội vàng khom người nói, "Đi rồi, sáng sớm đã sắp xếp đi rồi. Đoán chừng không bao lâu nữa sẽ có thể truyền tin của cậu chủ về." "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Nhìn đám con cháu, Doãn Canh lắc đầu cực kỳ không hài lòng. Trong đám người này một cô gái bước nhanh đến trước. Ông nội, cháu pha trà cho ông uống nhé. Được, được, được. Ông ta mắt liếc nhìn mọi người một cái. Đều trở về đi, nên làm cái gì thì đi làm cái đó đi. Đợi người hết đi rồi, Doãn canh hỏi, Thư Thư à, gần đây tiến triển thế nào? Doãn Thư sắc mặt lạnh nhạt nói, tối đa thêm nửa năm là có thể xong hết. Ồ, Doãn canh mặt mày rạng rỡ, nếp nhăn trên mặt cũng trong nháy mắt giãn ra không ít. Tốt tốt tốt, nhà họ doãn của chúng ta rốt cuộc cũng xuất hiện một cổ võ giả, làm dạng dỡ tổ tông. Ông nội, không thể nói được, doãn thư vội và ngăn cản doãn canh. Đúng đúng, trách ông trách ông, doãn canh mó mém cái miệng không răng, vui mừng khôn xiết. Trong một gia tộc, xuất hiện võ giả cũng không bất ngờ, nhưng nếu như đột nhiên xuất hiện ra một cổ võ giả, tuyệt đối là tin tức bùng nổ. Điều này không chỉ đại diện cho thực lực mà còn đại diện cho việc có cổ võ tâm pháp trong tay. Nhưng, nhà họ Doãn cũng không dám tuyên bố chuyện có cổ võ tâm pháp ra ngoài. Cho dù Doãn thư luyện thành, cũng phải giấu tin tức quyết không được tiết lộ. Có của thì phải biết giữ, một thứ có sức hấp dẫn như cổ võ tâm pháp, đủ để cho con người không từ thủ đoạn. Chương 227. Không bao lâu sau, Doãn thư bước nhanh rời đi, không hề nhìn ra đây là một cổ võ giả. Thật ra từ một tháng trước, cổ võ tâm pháp của Doãn Thư đã có thành công nhỏ, có thể nói, hiện tại cô ta là cổ võ giả hàng thật giá thật. Cô ta quay người nhìn thoáng qua, hừ lạnh một tiếng, nếu mình là đàn ông, nhà họ Doãn này, nhất định là của mình, làm gì đến lượt tên Doãn bằng ngu xuẩn kia. Rất nhiều người trong nhà họ Doãn đều biết, trong thâm tâm Doãn canh đã chỉ định Doãn bằng làm người kế thừa. Chuyện cách một thế hệ mà kế tục còn làm ra, có thể thấy được, Doãn canh cương chiều Doãn bằng như thế nào doãn canh trọng nam khinh nữ từ nhỏ không hề coi trọng doãn thư cho đến khi doãn thư vô tình đạt được cổ võ tâm pháp cô ta mới có chỗ đứng ở nhà họ doãn cho dù là như vậy trong mắt doãn canh cho dù cô ta là cổ võ giả cũng chẳng qua chỉ là nhà họ doãn tạo ra được một vị thần bảo hộ hoàn toàn coi đứa cháu gái này là một tay chân đắc lực không thể phủ nhận doãn thư thật sự rất có năng lực ở danh quận bất luận là ngoài mặt hay là thế giới ngầm đều rất được hoan nghênh. Thậm chí, thanh danh cùng với uy tín của cô ta còn lớn hơn Doãn Canh một chút. Mà, tất cả những chuyện này cũng không phải xây dựng trên nền móng cô ta là cổ võ giả. Những gì mọi người kính trọng không phải là bản lĩnh của cô ta, mà thủ đoạn biết tiến biến lui của cô ta. Bây giờ, tất cả mọi người đều cho rằng Doãn thư chẳng qua chỉ là một võ giả, còn là loại bình thường. Bởi vì, không ai thấy cô ta ra tay phàm là người mà cô ta tự mình ra tay, đều trở thành một thi thể. Rất nhanh, một người lên trước nghênh đón, cung kính giao cho Doãn Thư một phong bì. Chậm rãi mở ra, vẻ mặt của Doãn Thư trở nên cực kỳ cổ quái. Hưng phấn, cười dữ tợn, còn có sự tức giận. Dựa vào suy đoán của cô ta, Doãn bằng hẳn là đã chết rồi, đã có người tìm được hai cỗ quan tài ở núi Nam thành phố Giang Tư. Trong một cỗ quan tài chứa hắc bạch song sát bộ mặt hoàn toàn biến dạng, trên thi thể có đầy kiến. Trong một cố quan tài khác, một thi thể bị cắn xé không thành hình, hẳn chính là Doãn Bằng. Mà trong cùng quan tài còn có ba bốn thi thể của chó ngao tây tạng. Dựa vào phân tích, thi thể nam này đã xảy ra chuyện không thể diễn tả với mấy con chó kia. Nhìn một bức ảnh trượt xuống trong phong bì, khuôn mặt xinh đẹp của Doãn thư dần dần bắt đầu vặn vẹo. Gần như trong chớp mắt, cô ta liền kết luận, Doãn Bằng thật sự đã chết. Doãn Bằng cho dù hóa thành cho bụi cô ta cũng nhận ra vậy là chết rồi thật sự là một tin tốt không ngờ là chẳng cần tôi động tay doãn bằng đã chết như vậy nhà họ doãn sẽ do ai tiếp nhận vị trí gia chủ đây doãn canh đã già hồ đồ rồi những đứa con trai của ông không có một người nào có tiền đồ nếu ông đã muốn truyền cách một thế hệ vậy thì truyền cho tôi là được rồi nhà họ doãn ở trong tay tôi chỉ sẽ càng lớn mạnh hơn Bước nhanh trở về phòng mình, Doãn Thư không kiềm chế được vui mừng khôn xiết, cười đến run rẩy cả người. Một lúc sau, cô ta gọi một người đến. Lập tức đi xác nhận, Doãn bằng có phải thật sự đã chết rồi không? Nếu tin tức là thật, trước tiên báo cho tôi, trước khi tôi biết được tin tức thì không được nói cho ai. Đồng thời, Niêm Phong chặt chẽ tất cả mọi tin tức. Doãn Thư trực tiếp ra lệnh, không hề có chút do dự nào. Doãn Thư toàn thân trên dưới tỏa ra khí chất âm u lạnh lẽo, hai mắt thâm độc, giống như là một đóa hoa hồng độc. Đàn ông mà thấy, đều muốn đùa giỡn một phen, nhưng cô ta lại có độc. Bởi vì nhà họ doãn trọng nam khinh nữ, từ nhỏ, cô ta không được coi trọng, có tâm tư gì, tất cả đều giấu trong lòng. Dần dần, cô ta hình thành lòng dạ độc ác, hung ác, khắc nghiệt đến tận tâm can. Thật không biết, là ai có gan như vậy, dám giết cậu ấm của nhà họ doãn ở danh quận. Giết doãn bằng, giúp mình giải quyết một hiểm họa từ bên trong đúng là phải dốc lòng cảm ơn người đó mới được trong kế hoạch của doãn thư còn phải qua một đoạn thời gian nữa mới có thể diệt trừ doãn bằng doãn canh tuổi già sức yếu dưới âm mưu của doãn thư đã bị chúng độc mãn tính chỉ chờ độc của doãn canh ngấm vào xương tủy bệnh tình nguy kịch đến khi đó rồi diệt trừ doãn bằng nhà họ doãn ở danh quận sẽ dễ dàng rơi vào trong tay của doãn thư giờ phút này Doãn Bằng đã chết, làm rối loạn kế hoạch của Doãn Thư. Chỉ là cái chết của Doãn Bằng, có chút sớm. Không bao lâu sau, đã có người đến báo, thông qua so sánh gen, thi thể không hoàn chỉnh kia, chính là của Doãn Bằng. Doãn Thư tâm tư trầm lắng, tuyệt đối không phải là người quá xúc động. Suy tính hồi lâu, thấp giọng nói tin tức này, đè xuống cho tôi, nếu ai nói ra ngoài, vậy thì chôn cùng Doãn Bằng là được rồi. Những người kia, ai nấy đều im như thóc. Bọn họ biết, Doãn Thư nói ra được, vậy thì làm ra được. Những người khác, khẳng định cũng đang điều tra, nhất là thân tín của lão già Doãn canh kia. Doãn Thư khoanh tay đứng, thẳng ngực thách thức. Cảnh báo bọn họ, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cân nhắc kỹ lưỡng đi. Nếu như làm lão già Doãn canh kia tức giận, chịu không nổi cái tin tức kia mà có mệnh hệ gì. Nếu những người đó vẫn chưa điều tra ra, vậy thì đừng tra nữa. Đây là tự đào hố chôn mình ngoặc kép doãn thư hít mắt quay người hỏi biết là ai làm không hẳn là giang hải của thành phố giang tư tiền trong tài khoản cậu doãn bằng tất cả đều bị chuyển đi mà tài khoản mục tiêu là của một người tên tần hiên người này là người của giang hải tiền doãn thư không quan tâm ánh mắt âm u lạnh lẽo đáng sợ giang hải có lai lịch gì chuyện doãn bằng là người thừa kế nhà họ doãn không có bao nhiêu người biết nhưng cho dù như vậy cả gan dám động tay với người nhà họ Doãn, đối phương cũng tuyệt đối không phải là người dễ dàng đối phó. Chẳng kiêng nể giết chết cậu ấm nhà họ Doãn, người bình thường cũng không có can đảm để làm ra việc này. Giang Hải này chỉ là một người ở rể, cho đến nay không tra ra được có bối cảnh gì. Người kia rất nhanh liền lấy ra một báo cáo điều tra chi tiết về Giang Hải. Trẻ mồ côi, Giang ra thành phố Giang Tư. Năm năm trước mất tích, không lâu trước trở lại thành phố Giang Tư, ở rể nhà cố huyền như. Thanh trừng thế giới ngầm của thành phố Giang Tư. Hỗ trợ cố huyền như thành lập tập đoàn huyền như, hơn nữa, không biết từ đâu lấy được rất nhiều bằng bản quyền sáng chế phát minh kỹ thuật. Giết chắc tiêu, thắng húc thiết. Hiện giờ, hắc bạch song sát cũng chết thảm trong tay anh ta. Không đơn giản, quá là không đơn giản. Một người không tiếp xúc với bất kỳ bối cảnh nào, có thể biến một nơi nhỏ như thành phố thành phố Giang Tư thành tường đài vững như vậy. Tất cả tin tức liên quan về Giang Hải, điều khiến Doãn Thư kinh ngạc nhất không phải là chiến thắng hút thiết. Cho dù Giang Hải là võ giả đứng đầu, trước mặt cổ võ giả Doãn Thư đây cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Tiêu diệt Giang Hải, đối với Doãn Thư mà nói, dễ như trở bàn tay. Đôi mắt của Doãn Thư nhìn chằm chằm vào điều không hề nổi bật trong đó. Những thứ này, sợ là rất nhiều người sẽ không chú ý, nhưng Doãn Thư lại nhìn ra không ít vấn đề từ trong đó. Chủ tịch thành phố Giang Thanh, Hoành Thiên Giai. Anh ta và Giang Hải cũng có mâu thuẫn, chẳng qua trong khoảng thời gian này, Hoành Thiên Giai lại bật đèn xanh với tập đoàn Uyển Như. Bước ngoặt của tất cả những điều này chính là Giang Hải tặng một cái quan tài. Hoành Thiên Giai tổ chức tiệc chiêu thương, Giang Hải tặng một cái quan tài. Hoành Thiên Giai chẳng lẽ không nên nổi giận, cùng Giang Hải không đội trời chung sao? Làm sao lại bật đèn xanh cho tập đoàn Uyển Như? Xem ra, Hoành Thiên giai biết bối cảnh của Giang Hải, tự biết không thể trêu chọc được đối phương. Hoặc là Giang Hải nắm giữ điểm yếu gì của Hoành Thiên giai. Có thể làm cho một hoàng tộc bấm bụng chịu đựng, Giang Hải này rất không đơn giản. Còn nữa, sau khi Giang Hải gây sự với Diệp gia ở thành phố Hải Hà, Diệp gia đột nhiên bán của cải lấy tiền mặt, hành động rất kỳ lạ. Diệp gia ở thành phố Hải Hà không tính là hào môn thế gia tài ba gì, ngay cả nhà họ Doãn cũng không coi nhà đó ra gì nhưng thân phận Diệp Gia ở thành phố Hải Hà lại cực kỳ đặc biệt. Năm đó, là người đã cứu giá, kim bút ngự phê bốn chữ lớn, trụ cột hộ quốc, đó chính là một tấm lệnh bài miễn tử. Ngày đó, ở Diệp Gia, Giang Hải rốt cuộc đã nói cái gì, làm cái gì. Còn nữa, trong mấy tháng ngắn ngủi này, tốc độ phát triển của tập đoàn Uyển Như, nhanh chóng mãnh liệt làm cho người ta líu lưỡi không nói nên lời, còn nhanh hơn ngồi tên lửa rất nhiều. Có rất nhiều kỹ thuật trong tay, các đối tác đã ký hợp đồng hết người này rồi đến người khác thành phố giang tư thậm chí là những hào môn thế gia của tỉnh hải đông doãn thư không để vào trong mắt nhưng đám người thôi hiệu ở phương bắc cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác với tập đoàn uyển như góp vốn không nhiều nhưng đó là một tín hiệu thôi hiệu đó làm vậy là để kết một mối quan hệ tốt mấu chốt nhất chính là tập đoàn uyển như vậy mà cũng có hợp tác với thiên lương doãn thư cực kỳ thông minh cô ta thấy rõ Tất cả những chuyện này, sợ là không có quan hệ gì đến Cố Uyển Như, đều là một tay giang hải ở sau lưng khống chế. Giang hải này, ý vị sâu xa, không đơn giản, rất không đơn giản. Ở rể nhà người, thú vị, rất thú vị. Doãn thư cười khẩy liên tục. Xem ra, tôi cần đi thành phố Giang Tư một chuyến, tự mình đi xem thử, giang hải này rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Vẫy vẫy tay, người kia lập tức lui ra. Bất luận giang hải có bối cảnh gì, trong mắt Doãn Thư, đều không đáng để mắt tới. Chỉ là một con dẹp lớn hơn một chút mà thôi. Phương Đông, cho dù là đỉnh cấp hào môn, cũng không dám tùy ý đối đầu với cổ võ giả. Bất luận Giang Hải có bối cảnh lớn bao nhiêu, chỉ vẻn vẹn thân phận cổ võ giả này của Doãn Thư, đủ để làm gã khiếp sợ. Nếu không phải cố ý che giấu thân phận cổ võ giả, tiêu diệt Giang Hải là việc dễ như trở bàn tay. Giờ phút này, thành phố Giang Thanh, một nhóm người tụ tập cùng một chỗ sắc mặt mỗi một người đều u ám giống như nhà có tang vậy hợp tác với tập đoàn uyển như có muốn tiếp tục hay không tiếp tục làm sao tiếp tục một người hỏi ngược lại nặng nề thở dài hiện tại tập đoàn uyển như và nhà họ doãn ở danh quận giống như lửa với nước chúng ta kẹp ở giữa rất khó xử hay là muốn nói cái gì anh mau nói đi hay là chúng ta thông báo cho tập đoàn uyển như những chuyện nhà họ Doãn ở danh quận thúc ép chúng ta làm. Không khí nhất thời yên tĩnh, tất cả mọi người không nói gì. Hồi lâu, người đó lại nói, nếu để tôi chọn, tôi thà rằng chọn nhà họ Doãn ở danh quận. Mọi người nghĩ đi, đối đầu với nhà họ Doãn ở danh quận, có đến mấy tập đoàn uyển như cũng không đủ tư cách. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Nhưng vấn đề là, hiện giờ cậu Doãn hoàn toàn không có tin tức, tập đoàn Uyển Như lại không hề bị tổn hại trong đó có một lão già, nắm chặt dâu, hận không thể túm tất cả xuống. Nhà họ Doãn ở danh quật, có một vị nữ hiệp. Anh nói là Doãn Thư. Mặc dù đều là người của nhà họ Doãn, chúng ta đi nương nhờ vào cô ấy, thì mạnh hơn so với Doãn bằng nhiều. Doãn bằng này, nuốt tập đoàn uyển như xong, nhất định sẽ thuận thế nuốt tất cả chúng ta luôn. Ừm, tập đoàn uyển như, quả nhiên là tìm đường chết. Giang Hải kia, thật sự là không biết điều lại dám làm nhục nhã doãn bằng trước mặt nhiều người như vậy. Một người vỗ bàn, gã tự tìm chết cũng được thôi, còn liên lụy chúng ta đi theo nữa chứ. Tại tập đoàn Uyển Như, văn phòng của cố Uyển Như gần 200 mét vuông, rộng rãi sáng sủa. Giang Hải đang ăn hoa quả, mũi ngứa ngáy, hung hăng hắt hơi mấy cái. Xoa mũi, bà xã ơi, đào này ngọt lắm, em có muốn nếm thử không? No chết anh, cố Uyển Như cũng không ngẩng đầu lên. Chương 228. Giang Hải đi tới phía sau, anh cẩn thận lựa quả có kích thước vừa phải đút vào miệng Cố Uyển Như. Ăn nhiều trái cây hơn và hoạt động nhiều hơn, công việc là mãi mãi làm không bao giờ hết. Giang Hải buông đĩa trái cây xuống, lại xoa xoa bả vai giúp Cố Uyển Như. Nặng nề thở phào nhẹ nhõm, Cố Uyển Như thoải mái hừ một tiếng. Miệng không nói, nhưng trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc. Giang Hải luôn có thể ở phía sau cô khi cô cần nhất. Hơn nữa, tay nghề xoa bóp của Giang Hải làm cho cô rất thoải mái. Bận rộn đến khi trời tối, Cố Uyển Như mới thu dọn một ít giấy thiền lý gói vào trong túi, định sau khi về nhà sẽ làm tiếp. Giang Hải lái xe đưa Cố Uyển Như về nhà. Mấy ngày nay, sao không nhìn thấy Kim Thâu vậy? Cố Uyển Như không biết chuyện Kim Thâu bị đá gãy tay. Anh sắp xếp cho cậu ta chuyện khác, nên phải rời khỏi thành phố Giang Tư mấy ngày. Giang Hải thuận miệng tìm lý do nắm lấy tay cố uyển như anh lái xe cho bà xã không tốt sao bỏ bớt một tên kỳ đà cản mũi trong xe đi trở lại hoàng kim giáp lân giang hải nhanh chóng xuống xe mở cửa xe cho cố uyển như lúc này điện thoại lại rung lên báo hiệu có người gọi sắc mặt giang hải khẽ biến làm như lơ đãng nhìn thoáng qua bà xã em về trước đi anh đi chút việc lái xe ra khỏi khu hoàng kim giáp lân mặt giang hải lập tức trầm xuống Hàm răng cắn chặt, gương mặt cũng trở nên nguy hiểm hơn hẳn. Phía đông thành phố, một phòng khám nhỏ. Một người trung niên nằm trên giường, vạt áo mở to, lộ ra vài vết sẹo dữ tợn, sâu đến mức thấy được xương. Mà, sắc mặt người trung niên này trắng bệch như giấy. Quần áo trên người nhuộm đầy vết máu, giờ phút này vết máu đã khô, tỏa ra huyết khí nồng đậm. Thất hồn đứng ở một bên, đang cúi đầu buông mắt xuống, không biết nghĩ cái gì anh giang hải xông vào cửa ánh mắt như điện người trung niên nghiêng đầu nhếch miệng cười lộ ra một hàng hàm răng trắng xứ anh không sao người trung niên này tên là tiền nhất là sư huynh của giang hải năm năm trước nếu giang hải không xuất hiện giờ phút này đế vương hẳn là tiền nhất bản lĩnh của tiền nhất tuy không bằng giang hải nhưng trên đời này người có thể làm anh ta bị thương cũng không nhiều lắm là ai làm xem kỹ vết thương ánh mắt Giang Hải càng thêm nặng nề. Nhìn qua vết thương, trong lòng cũng đã đoán được 89 phần đối phương là ai. Vì để giết được anh, ninja Nhật cũng đã phải dốc hết sức rồi. Tiền nhất nhìn Giang Hải. Nhóc thối, mập hơn rồi. Đế vương. Thất hồn ở bên cạnh chậm rãi mở miệng, nhưng lại không tiếp tục nói tiếp. Mối thù này, nhất định nợ máu phải trả bằng máu. Giơ tay lên, ngắt lời thất hồn muốn nói. Chậm rãi gật đầu, Tính mở miệng nhưng lại không nói gì. Máu của Tiền Nhất đương nhiên không thể chảy vô ích. Nhưng bây giờ cũng không phải là thời cơ tốt nhất để báo thù. Giọng nói Tiền Nhất có chút khàn khàn, mỉm cười, đàn lợn Nhật này cứ nghĩ anh là em đó. Giang Hải trong lòng hiểu rõ, bản thân mình trốn ở thành phố Giang Tư bầu bạn với Cố Uyển Như, vốn dĩ người bị phục kích nên là anh mới phải. Ninja Nhật muốn làm là nhiệm vụ chém đầu. Cái đầu của đế vương, quá đáng giá rồi rời khỏi thế giới hắc ám hoạt động của đế vương đều giao cho tiền nhất xử lý có thể nói giờ phút này người đang thật sự gánh trọng trách của đế vương là tiền nhất tuy nhiên tiền nhất không quan tâm đến điều đó truyền thừa đế vương cho giang hải ban đầu cũng là ý của tiền nhất suy cho cùng quyền lợi càng lớn trách nhiệm càng lớn anh à nửa năm sau hai anh em chúng ta đi nhật một chuyến giết bọn họ thất tiến thất suất giết bọn chúng không còn manh giáp thất tiến thất xuất, con trai của Lưu Bị bị quân Tào bao vây, đại tướng Triệu Vân vì cứu ấu chủ Lưu Thiền, bảy lần tiến vào trong vòng vây của Tào quân lại bảy lần giết ra. Tiền nhất sừng sốt, kịch liệt ho khan, liên tục xua tay. Thâm nhập vào hang hổ, quá nguy hiểm, anh có thể đi, em thì không được. Thân phận của Giang Hải quá đặc biệt. Chờ em đi qua một chỗ thập thánh cảnh, sẽ không cần sợ hãi. Thập thánh cảnh, người bình thường làm sao có thể nghe nói những bí mật này mà tiền nhất lại hiểu được, thập thánh cảnh, đối với đế vương mà nói, đại diện cho cái gì. Thân phận của tiền nhất, giống như người kế vị. Nếu Giang Hải có gặp bất chắc gì, tiền nhất, nhất định phải lập tức tiếp nhận truyền thừa đế vương. Em đã tiếp xúc với người Do Thái, trong mắt tiền nhất lóe lên tia sáng. Rất nhiều chuyện, thất hồn không có tư cách biết. Thất hồn hơi khom người, lặng lẽ lui ra, Giang Hải không kiêng rẻ anh ta, nhưng anh ta phải biết mức độ, anh ta biết, có một số việc mình không nên biết giang hải gật gật đầu cũng may vết thương trên người tiền nhất cũng không có gì đáng ngại hai anh em đồng môn tán gẫu một lúc giang hải sắp xếp chỗ ở cho tiền nhất anh à anh ở thành phố giang tư nghỉ ngơi một thời gian để cho những tên hề kia nhảy nhót vài ngày nữa đi tiền nhất mỉm cười không anh sẽ xuất hiện càng sớm càng tốt hơn nữa phải làm điều gì đó chống lại bọn ninja nhật giang hải nheo mắt chậm rãi gật đầu. Anh mang theo người của Thiên Ưng môn đi, mang theo toàn bộ. Giang Hải hiểu, tiền nhất là muốn dùng danh nghĩa đế vương để làm việc, như thế, truyền đạt ra một tín hiệu, Giang Hải thân mang trọng thương hoặc là đã trọng thương không thể điều trị. Những kẻ xấu kia mới càng dễ lộ ra răng nanh, ai gần ai xa, cũng phân biệt rõ ràng. Có thể thành công phục kích tiền nhất, cũng không phải dễ dàng như vậy. Có lẽ, bên trong nội bộ đế vương đã xuất hiện sâu mọt cũng nên nhân cơ hội này, tóm được người này ra. Tiền nhất muốn cự tuyệt, nhưng ánh mắt Giang Hải kiên quyết. Tiền nhất cũng biết khả năng của Giang Hải, cho nên cũng không kiên trì nhiều. Không lâu sau đó, tử quỷ đã vội vã đến. Có ông ấy ở đây, chỉ cần nháy mắt là còn có thể chữa khỏi, huống chi, trên người tiền nhất, hơn phân nửa là vết thương ngoài da. Trên đường trở về, thất hồn hỏi, đế vương, còn ba tháng nữa là anh muốn đi đến Nhật, có cần phải chuẩn bị trước một chút không? Giang Hải khẽ nhíu mày, chậm rãi lắc đầu, không cần, đến lúc đó tôi sẽ bí mật rời đi. Hiện tại, đi lan truyền tin tức, cứ nói tôi không gặp bất cứ người nào, bất luận chuyện gì, tất cả công việc của đế vương, đều do tiền nhất phụ trách. Cái này, thất hồn khẽ nhớn mày. Cứ như vậy, thế giới hắc ám, không tránh khỏi chấn động một phen. Mà, bên trong nội bộ đế vương, sợ cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ mọi người sẽ nghĩ gì đế vương là muốn đổi người sao hay là đế vương xảy ra chuyện gì lần trước chấn động là chuyện sư phụ giang hải mất tích sau do giang hải nhận truyền thừa đế vương vào thời điểm đó thế giới hắc ám cảnh máu chảy sông đến tận trời lần này nếu làm không tốt cũng sẽ máu chảy thành sông cứ dựa theo lời tôi nói mà làm giang hải trầm giọng nói vâng thất hồn gật đầu lúc này Cố Huyền Như gọi điện thoại tới. Ông xã, sao anh còn chưa về? Giang Hải nói, anh đang trên đường trở về đây, vừa mới xong việc. Vậy anh đừng vội về. Cố Huyền Như nói, Huyền Thuần hình như xảy ra chút chuyện ở quán Ba Thái Dương, anh đi qua xem một chút đi. Lúc đầu, Huyền Thuần xuất hiện, tự xưng là Bộ Trần, sau khi bị Giang Hải nhìn thấu, đã thành thật lấy tên thật để xưng hô với người khác. Trong một thời gian, Giang Hải không bị Huyền Thuần quấy rối nữa, không ngờ, Cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định quyến rũ Giang Hải. Cô ta có thể xảy ra chuyện gì, anh sẽ sắp xếp hai người đi qua xem một chút. Hay là anh đi đi, thuận tiện mang hộ một tài liệu về giúp em. Nếu Huyền Thuần muốn gặp Giang Hải, đương nhiên là có chuẩn bị đầy đủ, để Cố Huyền Như và Giang Hải không cách nào cự tuyệt. Tài liệu gì mà quan trọng như vậy, anh thấy. Bảo anh đi thì đi đi, cách Hoàng Kim Giáp Lân cũng không xa, anh hẳn là thuận đường đó. Giang Hải bất đắc dĩ bĩu môi, được rồi. Ở Ba Thái Dương, đương nhiên không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Bây giờ, chị An của thành phố Giang Tư rất tốt, nào có ai không mở mắt mà đi quấy rối Uyển Thuần. Cho dù gặp phải tên sao 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 lên não, nói cho cùng, cũng chỉ là liếc mắt mấy cái, trong lòng có ý nghĩ dâm đãng thôi. Hai ly cốc tai để không đến mức đồ uống bên trong đã phân tầng rõ ràng. Uyển Thuần lại không uống, lặng lặng chờ Giang Hải đến. Nhìn thấy Giang Hải đến đúng hẹn, khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười thắng lợi. Quét mắt một vòng, cũng không phát hiện có gì bất thường, Giang Hải giữ phép lịch sự, mỉm cười nói tài liệu đâu. Anh Giang, anh cứ gấp gáp như vậy sao? Uyển Thuần đẩy một ly rượu về phía đối diện, ý bảo Giang Hải ngồi xuống. Tôi không thích uống rượu, có chuyện gì muốn nói, cô nói thẳng đi. Giang Hải rất không kiên nhẫn, bất luận uyển thuần có mục đích gì lần một lần hai không nên có lần ba giang hải đã thể hiện thái độ rất rõ ràng anh không có hứng thú gì đối với uyển thuần cứ dây dưa như vậy là có chút ti tiện rồi uyển thuần không hề xấu hổ đặt trên bàn mấy tờ giấy ngồi thẳng người nghiêng đầu đôi mắt quyến rũ tràn chưa ý xuân giạt rào nhìn giang hải mà giang hải vẻ mặt cứng lại hơi sửng sốt trong lòng dâng lên những cơn sóng lớn cô vậy là có ý gì Tờ giấy đầu tiên trên bàn là một bản phát thảo bằng bút chì. Bức tranh là ngôi sao Quang Luân. Tôi chỉ muốn cho anh Giang thưởng thức một chút, bản phát thảo này của tôi có thể lọt vào được đôi mắt xanh của anh hay không? Giang Hải nheo mắt lại, từ trên cao nhìn xuống, từng chút từng chút nhìn lướt qua vẻ ngoài khuynh quốc khung thành của Uyển Thuần, chậm rãi xuống dưới, cuối cùng, dừng ánh mắt lại trên chiếc cổ tuyết trắng như ngọc. Uyển Thuần mặc một chiếc áo cổ trái tim, khe rãnh sâu không thấy đáy sẽ khiến vô số đàn ông muốn chui đầu vào. Nhưng, cái Giang Hải nhìn, cũng không phải là khe rãnh làm cho mạch máu người ta sôi trào ấy. Mà là, một mặt dây truyền thoạt nhìn không chút nổi bật nào trên cổ Uyển Thuần. Uyển Thuần cố ý ướn ngực lên, để cho Giang Hải rõ hơn. Ngôi sao quang luân. Mặc dù thứ này, nhìn một cái là biết đồ giả, nhưng Giang Hải hiểu Uyển Thuần là có ý gì. Cô ta có tin tức của ngôi sao Quang Luân, đang chờ ra giá để bán. Giang Hải chậm rãi nở một nụ cười đùa giỡn. Lúc này đây, Uyển Thuần không phải là muốn ôm ấp yêu thương, mà là dự định chính thức làm ăn. Làm ăn mà, chỉ cần có giá cả, vậy là có chuyện để bàn. Ngồi xuống đối diện, Giang Hải nhìn ly cốc tai, không hề có hứng thú. Những thứ đồ lộn xộn trộn lẫn với nhau, không có trải nghiệm thưởng thức ngoại trừ hiệu ứng hình ảnh. Những người thực sự biết uống rượu, những người thực sự biết thưởng thức đều không có nhiều hứng thư đối với cốc tai. Cô muốn gì? Giang Hải đi thẳng vào vấn đề, cũng lời nói nhảm. Uyển Thuần bưng ly rượu lên, ý bảo Giang Hải cùng ly với mình. Trên mặt của cô ta chính là nụ cười thắng lợi. Nhìn ra được, Giang Hải quan tâm đến ngôi sao quang luân này, chỉ cần có quan tâm, vậy thì đủ rồi. Điều tra không ngừng về Giang Hải, Uyển Thuần phát hiện năm đó Giang gia bị diệt không đơn giản như vậy dường như liên quan đến một cái gì đó mà dưới cơ duyên trùng hợp cô ta đã có được một vài tin tức rất có giá trị chỉ muốn uống rượu với anh giang không muốn cái gì giang hải nói chúng ta vẫn nên thẳng thắn đi có bất kỳ điều kiện nào cứ việc nói ra chỉ cần anh muốn cả con người tôi đều là của anh bất luận anh cho tôi cái gì cuối cùng vẫn là của anh cả nhíu mày giang hải trầm ngâm trong chốc lát bưng ly rượu lên nếm thử một chút ý của giang hải rất rõ ràng rượu tôi uống rồi nên nói chính sự đi tôi muốn biết anh sẽ làm sao cách nào để cảm ơn tôi uyển thuần cười quyến rũ đến mê người trong mắt của giang hải loại nụ cười này lại rất đê tiện nhưng uyển thuần trong lòng lại nghĩ là loại nụ cười quyến rũ này kiếp này chỉ cười với giang hải cô ta chính là muốn trở thành người của giang hải không cô ta muốn giang hải trở thành người đàn ông của mình chương 229. Giang Hải do dự trong chốc lát, anh đang suy nghĩ, mục đích của Uyển Thuần rốt cuộc là cái gì? Giờ phút này, cho dù nói với Giang Hải, Uyển Thuần thật sự thích anh, Giang Hải cũng tuyệt đối không tin. Điều này là quá ấu trĩ. Cũng chỉ vì Giang Hải không có hứng thú đối với cô ta. Mà trên thực tế, đúng là bởi vì Giang Hải khác với đại đa số những người đàn ông khác. Đã làm cho Uyển Thuần cảm thấy, loại đàn ông này mới đáng để gửi gắm. Giang Hải hít mắt mỉm cười, cô muốn cảm ơn thế nào, đều được. Đều được, Uyển Thuần sửng sốt. Uyển Thuần hoàn toàn có thể đưa ra yêu cầu muốn Giang Hải trở thành người đàn ông của mình. Thế nhưng, đây cũng không phải là đáp án mà cô ta muốn. Cũng không phải mục đích cô ta muốn đạt được, cái cô ta muốn, chính là trái tim của Giang Hải. Cô ta biết, muốn có được trái tim của Giang Hải, nhất định phải để Giang Hải mắc nợ cô ta. Uyển Thuần không nhịn được hoài nghi bản thân, chẳng lẽ mình làm sai chỗ nào. Mỗi một chữ của Giang Hải đều coi việc này là chuyện làm ăn. Vẫn không thèm chú ý tới cô ta như mọi khi. Không để ý khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của cô ta, dáng người câu hồn đoạt phách, thậm chí không chú ý đến thành ý của cô ta. Gõ ly rượu, Uyển Thuần say đắm nhìn Giang Hải, trong lòng lại đang suy nghĩ miên man. Rất nhanh, người phụ nữ thông minh này đã tìm thấy ra vấn đề ở chỗ nào. Cô ta quá muốn có được nó cho cô ta mới bản thành một việc làm ăn. Buông lỏng tay, thở dài. Nếu như tôi nói không sai, thứ đồ này nên được gọi là ngôi sao quang luân. Đồng tử Giang Hải hơi co lại. Uyển Thuần này, vậy mà đến thứ này gọi như thế nào đều biết. Trận hỏa hoạn đó của Giang gia có liên quan đến ngôi sao quang luân. Mà người phóng hỏa gây nên đám cháy lớn kia, không phải Thiên Lương, mà chính là Tây Cảnh. Hỏa hoạn ở Giang gia, không chỉ đốt hết sạch Giang gia trong đám cháy lớn đó, còn có hơn 10 thi thể, đến từ Thiên Lương và Tây Cảnh. Bọn họ đánh một trận sống mái với nhau. Là một trận sống mái giữa những cổ võ giả với nhau. uyển thuần lợi ít mà ý nhiều, nói không nhiều lắm, nhưng đủ để Giang Hải chấn động. Những tin tức này, với tư cách là đế vương cũng không thể tra ra được, Uyển Thuần làm sao tra ra được. Ánh mắt nghi hoặc hướng về phía Uyển Thuần, giờ phút này, Giang Hải có chút hoài nghi, Uyển Thuần rốt cuộc là có thân phận gì. Có lẽ, người phụ nữ này tiếp cận mình, không phải vì tập đoàn Uyển Như, mà là có liên quan đến ngôi sao Quang Luân. Anh đang nghi ngờ tôi, Uyển Thuần đương nhiên nhìn ra sự yêu tư ẩn chứa trong biểu cảm của Giang Hải. Chẳng lẽ, cô không đáng để hoài nghi sao? Uyển Thuần gật gật đầu, bất luận anh nghi ngờ thế nào, anh sẽ đi để xác minh. Thật giả, nhìn chằm chằm vào Giang Hải, ánh mắt huyền thuần trở nên cực kỳ phức tạp, trong đó còn có đau lòng. Điều tra Giang Hải, cô ta mới biết được cô ta và Giang Hải rất giống nhau, đều trải qua thời thơ ấu bi thảm. Mà những việc Giang Hải đã trải qua, thậm chí còn thê thảm hơn cô ta. Giang Hải đã nhiều năm trôi qua, đừng truy cứu nữa. Bất luận là Thiên Lương hay là Tây Cảnh, đều không phải là anh có thể chiêu chọc được. Câu nói quan tâm này xuất phát từ tận đáy lòng. Uyển Thuần thật lòng không hy vọng Giang Hải xảy ra chuyện. Thiên lương, chiến thần nhiều như cây trong rừng. Tây cảnh, hơn phân nửa cổ võ thế gia đều đến từ Tây cảnh. Đây là tranh đấu giữa cổ võ giả, mạng của người bình thường, giống như rơm rác. Giang Hải muốn báo thù, ngoại trừ liều mạng thì không có lựa chọn nào khác. Cảm ơn. Giang Hải đứng dậy, định rời đi. Anh không có ý định đưa tôi trở về sao? Uyển Thuần vội vàng đứng lên cô ta chỉ muốn được ở cùng với Giang Hải thêm một thời gian ngắn thôi. Mỗi một lần nhìn thấy bóng lưng Giang Hải rời đi, đều làm cho lòng cô ta mất mát đến cực hạn. Được, chỉ đơn giản một chữ, đủ để Huyền Thuần vui vẻ một lúc, chỉ vì bọn họ sắp ngồi trên một chiếc xe. Mà khi lên xe, Huyền Thuần sửng sốt một chút, người lái xe lại là thất hồn. Trên đường không nói gì, lúc sắp xuống xe, Giang Hải nhàn nhạt nói, một ngày nào đó cô cần gì, hoặc là muốn thủ lao gì có thể liên lạc với tôi tôi uyển thuần rất muốn nói cô ta muốn giang hải đi vào phòng ngồi một chút bất luận nói cái gì cho dù hai người yên lặng ở cùng một chỗ cũng tốt nhưng cô ta lại biết dục tốc bất đạt làm như vậy sẽ chỉ gây ác cảm cho giang hải tôi không cần gì cả làm những việc này là do tôi cam tâm tình nguyện vì anh tôi bằng lòng nói xong uyển thuần xuống xe đi thẳng về phía cửa khách sạn mà Giang Hải lại sờ cầm, nhìn bóng lưng Uyển Thuần. Cô ta, rốt cuộc muốn làm cái gì? Đế vương, thất hồn nhìn gương chiếu hậu, muốn nói lại thôi. Cái gọi là người ngoài cuộc quan sát sáng suốt, thất hồn có thể nhìn ra được, ánh mắt Huyền Thuần rất trong suốt, cô ta là thật lòng đối với Giang Hải. Trong lòng, vô cùng khẳng định. Bởi vì người yêu của anh ta cũng đã từng như vậy. Giang Hải nói, về nhà. Thất hồn yên lặng gật đầu, cho xe chạy nhanh đi. Trên đường về, Giang Hải lại nhận được một tin tức là Nam Chiến gửi tới. Nheo mắt lại, Giang Hải khinh thường cười. Nhà họ doãn danh quật, bịp bầm tìm đường chết. Một vở kịch hay sẽ sớm diễn ra, hy vọng không để cho mọi người thất vọng. Doãn thư mang theo một cao thủ đi suốt đêm tới thành phố Giang Tư. Mục tiêu của cô ta chính là Giang Hải. Nam Chiến gửi tình báo liên quan đến Doãn thư tới, cũng để Giang Hải biết người biết ta. Nam chiến xin chỉ thị với Giang Hải, có cần theo dõi vị trí của Doãn thư không? Giang Hải suy nghĩ một chút, rồi cự tuyệt. Đã dám đến thành phố Giang Tư, đương nhiên là có chút sức mạnh, thực lực không thể khinh thường. Mà những người dưới tay Minh Khôn, theo dõi một người bình thường thì được, đối với loại cao thủ tâm tư tỉ mỉ này, không những vô dụng mà còn tự đi tìm đường chết. Trở về Hoàng Kim Giáp Lân, đưa tài liệu cho Cố Uyển Như, Giang Hải hỏi, cái gì mà lại quan trọng như vậy? nhất định phải là anh đi lấy về bà xã trời tối thế này anh cùng một phụ nữ khác ở cùng với nhau em không sợ xảy ra chuyện gì sao cố huyền như mỉm cười em có cái gì mà phải sợ anh sẽ làm cái gì trong lòng em đều nắm rõ đây là sự tín nhiệm giang hải cười hì hì vậy em đoán xem bây giờ anh muốn làm cái gì anh buông em ra lưu manh ha ha em đoán đúng rồi ngày hôm sau Giang Hải đến thăm tiền nhất trước, tiền nhất chỉ sẽ ở thành phố Giang Tư 2-3 ngày. Thế giới hắc ám, có quá nhiều việc phải làm, cái tên đế vương, chúa tể phương đông quản lý hơn phân nữa giao dịch thế giới ngầm. Giang Hải trở lại thành phố Giang Tư, những việc vặt vãnh này đều là tiền nhất đang làm. Vì thế trong lòng Giang Hải cũng rất cảm kích. Ở phía bên kia, Chu Khải thay thế vị trí của Kim Thâu, lái xe cho Cố Uyển Như đã có thể nhìn thấy tòa nhà văn phòng tập đoàn Uyển Như ở phía trước. Đứng thẳng ở giữa một khu nhà máy, nổi bật giữa đám đông, bắt mắt dễ thấy. Nhưng lại có một chiếc xe chặn đường đi phía trước. Chu Khải trong nháy mắt trở nên căng thẳng, ngay lập tức lấy điện thoại ra, lật ra số điện thoại và sẵn sàng gửi tin tức ra ngoài. Ở đây, chỉ cách tập đoàn Uyển Như vài trăm mét. Một cuộc gọi điện thoại, trong vài phút sẽ triệu tập hàng trăm người đến. Nhưng Chu Khải vẫn rất hốt hoảng, trong lòng bàn tay đã ướt đầy là mồ hôi. Cảnh tượng xảy ra trên đường cao tốc kia, trong lòng anh ta vẫn còn bị ám ảnh. Nếu như đụng phải cao thủ chân chính, đừng nói vài phút, dù chỉ 10 giây cũng đủ để anh ta chết vài lần. Cửa chiếc xe phía trước chậm rãi mở ra, một người phụ nữ thoạt nhìn mềm yếu. Mái tóc ngắn tinh xảo, mặc trên người bộ đồ khỏe khoắn, tư thế hiên ngang. Chậm rãi đi về phía xe của Cố Uyển Như, nhìn qua cửa sổ xe thấy chu khải vẻ mặt cảnh giác và gương mặt ngỡ ngàng của cố uyển như giang hải lại không ở trên xe tính toán sai gõ cửa sổ xe giọng nói lạnh lùng cô là cố uyển như cố tổng cô đừng xuống xe chu khải một lần nữa xác định cửa xe đã bị khóa tuy đối phương là một người phụ nữ thoạt nhìn còn rất mềm yếu nhưng chu khải vẫn căng thẳng như trước nói cho giang hải biết tôi tới rồi khóe miệng nhếch lên nụ cười nguy hiểm nhìn cố uyển như qua cửa sổ xe đặt một tay lên thân xe không khí giống như nén lại cứ im lặng như vậy 10 giây cô là ai giang hải có biết cô không cố uyển như không nhịn được hỏi chắc là không biết người phụ nữ nói cô nói với anh ta tôi đến để giết anh ta anh ta sẽ biết tôi là ai tôi giết anh ta rồi cô nên vui mới đúng tập đoàn uyển như thật sự là của cố uyển như ư sai không bao giờ có thể là vậy chủ nhân chân chính nhất định là giang hải nếu như giang hải chết rồi người được lợi ích sẽ là ai cố uyển như cố uyển như sẽ biến thành chủ nhân chân chính của tập đoàn uyển như cho nên doãn thư cho rằng nếu giang hải chết rồi người vui nhất chính là cố uyển như cô muốn giết anh ấy tại sao cô dựa vào cái gì mà đòi giết anh ấy cố uyển như kinh ngạc người phụ nữ này điên rồi sao mở miệng ra là muốn giết người nhưng chỉ dựa vào một người phụ nữ yếu đuối như cô ta có thể giết được giang hải ư doãn thư cũng không trả lời câu hỏi của cố uyển như lạnh lùng cười ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường trong quan điểm của doãn thư cố uyển như vừa đáng thương vừa đáng buồn đáng thương là cố uyển như chẳng qua chỉ là một cái bình hoa quản lý tập đoàn uyển như trên danh nghĩa đáng buồn là một người phụ nữ như cố uyển như lại sẵn sàng trở thành một phụ kiện của một người đàn ông cho tới nay doãn thư là một người phụ nữ mặc dù có năng lực hơn nữa từ xưa đến nay cũng không được coi trọng cô ta hận hận những người đàn ông đó tại sao lại muốn đùa giỡn với phụ nữ sinh ra là đàn ông chẳng lẽ bẩm sinh luôn cao hơn họ hay sao cô ta cũng hận cả những người phụ nữ tự nguyện trở thành đồ chơi của đám đàn ông bị người ta đùa giỡn bị người ức hiếp nhưng lại quỳ xuống cam chịu số phận ngay trong lúc Chu Khải định bấm phím gọi đi Doãn Thư đứng thẳng người dậy cười lạnh lùng bước lên chiếc xe phía trước rồi rời đi thở phào một hơi nhẹ nhõm Chu Khải không biết vì sao mình lại rất căng thẳng thậm chí có chút sợ hãi đối phương chỉ là một người phụ nữ bình thường nhưng lại khiến anh ta có cảm giác mình đang quanh quẩn trên bờ vực của sự sống và cái chết giống như chỉ cần một ý nghĩ của đối phương thôi là anh ta sẽ chết đây là ai vì sao phải nói cho giang hải biết cô ta tới rồi mà vì sao cô ta lại muốn giết giang hải cố uyển như cảm thấy không sao nói rõ được đồng thời trong lòng mơ hồ lo lắng chu khải cười mỉa cố tổng có thể cô ta chính là một kẻ điên đừng để ý đến cô ta đạp chân ga lái vào bãi đậu xe của tập đoàn uyển như cố uyển như đi lên lầu chu khải lập tức liên lạc với tần hiên kể chi tiết chuyện mới xảy ra anh ta cũng không thể xác định đã gặp phải người điên hay là gặp phải một người rất nguy hiểm tần hiên đương nhiên không dám cầu thả lập tức thông báo cho giang hải trong văn phòng cố uyển như rất phiền muộn hình ảnh của người phụ nữ kia cứ quanh quẩn trong đầu cô cô ta không phải thật sự là tới để giết giang hải chứ lập tức gọi điện thoại cho giang hải chỉ là trước sau đều báo máy bận lúc này giang hải đang cầm điện thoại nghe tần hiên kể lại khẽ nhíu mày, một người khiến Chu Khải cảm thấy sợ hãi, tuyệt đối không phải người bình thường. Vừa cúp điện thoại, Chu Khải lại gọi điện thoại cho Giang Hải. Anh Giang, xe của chúng ta, nè, nhìn nóc xe chỗ bị người phụ nữ kia sờ qua, Chu Khải căng thẳng nói không nên lời. Trên tấm thép cứng rắn ấy, lại xuất hiện một dấu bàn tay rõ ràng, hình dáng mảnh khảnh. Chu Khải lập tức nghĩ đến người phụ nữ kia, nhưng, sao có thể thế được? chỉ cần đặt tay lên xe, làm thế nào có thể để lại một dấu tay trên tấm thép cứng chắc được. Người phụ nữ này, quá mạnh mẽ. Đây có phải là con người nữa không? Chương 230. Nếu Doãn Thư tới, Giang Hải tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. Đối thủ như thế này, đám người Chu Khải khó có thể đối phó được. Mà đám người thất hồn rất nhanh sau đó sẽ phải rời đi cùng tiền nhất. Giang Hải phải bảo đảm an toàn cho Cố Uyển Như cô ta ở đâu rồi? Mặt mũi Giang Hải thâm trầm, trong đôi mắt kèm theo sát ý nồng nặc. Cô gái tên Doãn Thư này, cực kỳ tàn nhẫn. Người mà bị ả ta nhắm vào, không một ai ngoại lệ, đều bị nhổ cỏ tận gốc. Chuyến này Doãn Thư tới, không chỉ là muốn giết Giang Hải, ả rất có thể còn muốn ra tay với Cố Uyển Như. Giang Hải không cho phép loại tai họa ngầm này xuất hiện. Tần Hiên nói cô, cô ta lúc này đang ở Lan Gia. Hửm. Điều này quả thật khiến cho Giang Hải bất ngờ. Xem ra, Doãn Thư không chỉ là tới báo thù cho Doãn Bằng, mà mục đích của cô ta còn là vì tập đoàn Uyển Như. Lan Gia là một cổ đông lớn của tập đoàn Uyển Như, nếu như bên phía Lan Gia xảy ra chuyện gì, sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới kinh doanh và sự phát triển của tập đoàn. Đi, đến Lan Gia một chuyến. Giờ phút này, ở Lan Gia, bầu không khí căng thẳng đến nỗi làm người ta nghẹt thở. Doãn Thư muốn gặp Lan Thương. Người cao ngạo như cô ta làm sao có thể đứng ở ngoài cửa mà chờ được chứ, một đường đánh thẳng vào trong. Sắc mặt của Lan Thương khó coi tới cực điểm. Doãn Thư nhìn như có vẻ yếu đuối, nhưng vừa vào đến cửa đã đánh cho mấy người tàn phế. Một lời không hợp lập tức động thủ, chẳng khác nào người điên, là nữ ma đầu. "Này cô, không biết Lan gia đã đắc tội với cô chỗ nào?" Lan Thương chắp tay chào, trong lòng rất hoảng sợ. Từ sau khi Lan gia đầu tư toàn bộ tài sản vào tập đoàn Uyển Như, Lan Kiều rất nhanh sau đó cũng lui về phía sau, rất ít lộ diện. Lan gia làm sao có thể đắc tội với một nhân vật mạnh mẽ đến như vậy? Ông là chủ của Lan gia sao? Vẻ mặt Doãn Thư rất ngạo mạn, nghênh ngang ngồi xuống. Phải, tôi là chủ nhà. Tốt lắm, tôi có một bản hợp đồng, ông ký tên đi. Doãn Thư ném vào người Lan Thương một tập hợp đồng. Lan Thương người nhặt lên từng tờ một. Lan thường biết, mình tuy là chủ Lan gia, nhưng đối mặt với một võ giả, chỉ đành phải khom lưng quỳ gối, nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng. Một võ giả cũng có thể hủy diệt Lan gia dễ như trở bàn tay. Nhưng ông ta lại không biết, Doãn thư không phải là võ giả, mà là cổ võ giả. Chỉ hơn nhau có một chữ thôi mà khác biệt như trời với đất. Nhà họ Doãn, dùng 10 triệu muốn mua toàn bộ cổ phần của Lan gia ở tập đoàn Uyển Như. Động tác khom người của Lan Thương cứng đờ ở giữa không trung. Cả người chấn động một cái, đồng tử co rút lại. Thì ra, Lan gia không phải là đắc tội gì với Doãn thư, mà là bị người ta đến để cướp. Hôm nay, cổ phần của Lan gia ở tập đoàn Uyển Như, ít nhất cũng phải có giá trị trên 10 tỷ. Nếu như cẩn thận đánh giá lại, không chỉ là mấy con số này thôi đâu. 10 triệu, Doãn thư muốn dùng 10 triệu để lấy đi tất cả của Lan gia. Lan Thương, dù chết cũng sẽ không đồng ý. Của cải của Lan Gia, là mấy đời mới tích lũy được, Lan Gia làm sao có thể để mất ở trong tay ông ta được. Lan Thương từ từ ngồi dậy, trong mắt không có sợ hãi, thay vào đó là quật cường. Nguyện chết không nhượng bộ. Nhưng, người giàu hoạt như Lan Thương sẽ không chọn lấy cứng đối cứng, chậm rãi nói, chuyện lớn như vậy, tôi dù sao cũng phải thương lượng cùng người nhà một chút. Chờ chúng tôi thương lượng xong, sẽ trả lời cô, có được không? vậy cũng được, cho Lan ra chút cơ hội trả giá. Doãn thư cười gần, cánh tay vịn ở góc bàn, cũng không thấy dùng sức, đã dễ dàng bóp vỡ một miếng gỗ. Ngón tay vân vê, mặt gỗ bay xuống. Lan thương sợ nói không ra lời, thân thể cứng đơ, lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng. Đây là loại gỗ quý, thực sự rất cứng rắn. Nhưng ở trong tay Doãn Thư, giống như ở bóp một lát đậu phụ. Doãn Thư thành công trấn nhiếp Lan Thương. Lan ra có thể cự tuyệt, nhưng cũng sẽ phải nhận lấy hậu quả không lường được. Lan thương hoảng sợ tái mặt, sững sờ tại chỗ. Ông ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng cho dù ông chết, lại như thế nào? Con trai con gái của ông, Lan thương cùng Lan Kiều, làm sao có thể đối mặt được với đối thủ mạnh như vậy? Thực lực nhà họ doán quá mạnh mẽ. Lan thương biết, Lan ra không thể đấu lại. Đây là một thế lực mạnh đến mức có thể khiến Lan ra biến mất trong vòng vài phút đồng hồ. Nhưng, lan ra tại sao lại bị nhà họ doãn ở danh quận nhắm vào chứ lúc này lan kiều đã trở lại thấy đám bảo vệ ở trong sân kêu rên không ngớt lập tức hoảng hốt nhìn vào trong nhà cô chắc là lan kiều phải không doãn thư khẽ nhướn mày đánh giá một chút người con gái được mệnh danh là đẹp nhất thành phố giang tư này cũng đẹp đấy lan kiều nhìn về phía lan thương dùng ánh mắt như hỏi đã xảy ra chuyện gì Lan Thương ngắn gọn nói ra yêu cầu của Doãn Thư, sắc mặt của Lan Kiều trở nên xám như cho. Giữa ban ngày ban mặt, nhà họ Doãn ở danh quận lại không chút nào kiêng nể, dám ra tay cướp đoạt. Có điều, Lan Kiều chỉ mỉm cười một tiếng. Cô Doãn, bản hợp đồng này tôi có thể ký. Có điều, không có bất kỳ tác dụng nào. Trước khi mua lại cổ phần của tập đoàn Uyển Như, Lan Gia đã sớm ký xong một hiệp nghị với Giang Hải. Cổ phần của Lan Gia không thể chuyển bán cho người khác, cho dù chúng tôi có ký hợp đồng này cũng vô dụng cho dù cô giết hết tất cả người lan ra cổ phần cũng chỉ có thể rơi vào tay của giang hải mà thôi điều kiện hà khắc như vậy lan ra cũng đáp ứng sao doãn thư cười nhạt coi tôi là đứa trẻ ba tuổi sao lan ra tự nhiên có cân nhắc của lan ra lan kiều chậm rãi nói tôi là vợ chưa cưới của giang hải cái gì vợ chưa cưới khóe miệng doãn thư khẽ há ra hơi cau mày chợt nhớ lại, trong tài liệu liên quan tới Giang Hải, hình như là có một điểm như vậy. Sao tôi lại nhớ rằng, Giang Hải đã là một gã đi ở rể rồi cơ mà. Lan Kiều nói, điều này với việc anh ấy là chồng chưa cưới của tôi, có gì mâu thuẫn sao? Tất cả mọi thứ của Lan ra, đều là xính lễ. Nếu như nhà họ Doãn muốn lấy, thì phải hỏi qua Giang Hải một tiếng. Bên cạnh, khóe miệng Lan thường hơi nhếch lên, trong chớp mắt này, ông ta đã hiểu được mục đích của lan kiều trong lòng âm thầm cảm thán mình đúng là già rồi ngay cả đầu óc cũng không theo kịp con gái mình rồi lan kiều là một nước cờ đẩy về phía giang hải cũng là một kế hoãn binh mặc kệ nhà họ doãn ở danh quận có thể lấy được tập đoàn uyển như hay không ít nhất việc này sẽ giữ được bình yên cho lan ra nếu như giang hải không phải đối thủ của nhà họ doãn như vậy lan ra sớm muộn cũng bị nuốt chừng cô muốn gả cho một gã đã đi ở rể nhà người khác lan kiều nửa thật nửa giả nhún nhún vai đấy là điều đương nhiên trên mặt doãn thư xuất hiện vẻ khinh bỉ lan kiều được gọi là nữ gia cát của thành phố giang tư tài sắc vẹn toàn không ngờ lại cam tâm gả cho một gã đã đi ở rể nhà người khác gả cho giang hải bản thân trở thành kẻ lệ thuộc không những không cảm thấy hổ thẹn ngược lại còn cảm thấy rất tự hào doãn thư cười nhạt vậy Tôi giết chết cô Uyển Như giúp cô nhé. Cái gã đi ở rể đó mất vợ rồi thì liền có thể cưới cô thôi. Lan Kiều sửng sốt một chút, sợ hết hồn. Nếu như Cố Uyển Như xảy ra chuyện không may, Giang Hải không nổi điên lên mới là lạ. Nếu như Cố Uyển Như xảy ra chuyện, mình cũng khó tránh khỏi liên quan, Giang Hải thật có thể khiến cô và gia đình cô ngọc ngói cùng tan. Lan Kiều rõ ràng nhất, một khi động đến điểm giới hạn của Giang Hải, chuyện kinh khủng nhất sẽ xảy ra hậu quả đó vô cùng nghiêm trọng cô gái trước mắt này cũng được xem là người đẹp hơn nữa nhìn có vẻ rất là dịu dàng nhưng trong lòng lại có những suy nghĩ biến thái như vậy không cô không thể giết cố uyển như lan kiều vội la lên cô cũng không hiểu được suy nghĩ trong đầu của doãn thư cô ta rốt cuộc là muốn tập đoàn uyển như hay là muốn giết người tại sao cô lại muốn giết cố uyển như cô muốn lấy được tập đoàn uyển như sao sợ là cô có giết cô ấy cũng vô dụng. Có điều Lan Kiều không biết, một người phụ nữ luôn bị đàn ông áp bức, sẵn sàng liều hết tất cả để có thể đứng ở trên đầu đàn ông, sẽ biến thái đến nhường nào. Chuyện mà Doãn Thư thích làm nhất, chính là giúp những người phụ nữ hoàn thành tâm nguyện của mình, dẫm đàn ông ở dưới chân, hung hãn dày xéo. Thích nhất là nhìn thấy cảnh đàn ông quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Doãn Thư đã từng thấy cố Uyển như, theo cô thấy, Cố huyền như chẳng qua chỉ là một món đồ chơi của Giang Hải mà thôi, hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Loại đàn bà này, chết cũng được. Còn sống cũng là làm mất đi thể diện của phụ nữ. Tôi giúp cô, tại sao cô lại từ chối? Sắc mặt doãn thư trở nên hết sức khó hiểu. Cô ta không hiểu, tại sao phụ nữ đều phải tự nhẫn nhục như vậy? Nếu muốn có được Giang Hải, tại sao không tranh thủ giành lấy? Nếu như đổi lại là doãn thư, thích, vậy thì sẽ giành giành lấy. Vẫn biết là dưa chín ép sẽ không ngọt, vậy cũng phải thưởng thức qua mới biết là có ngọt hay không chứ. Nếu không thích, vứt đi cũng được. Nếu đàn bà đều là đồ chơi của đàn ông, vậy tại sao đàn ông lại không thể là đồ chơi của đàn bà chứ? Bên ngoài cửa lan ra, xe của Giang Hải chậm rãi dừng lại. Vừa xuống xe, Giang Hải đã thấy mấy chiếc xe mang biển số của danh quận cách đó không xa. Bên trong sân, người bị thương nằm đó không ai tới cứu chữa có hai người đã ngất đi các cậu ở bên ngoài chăm sóc người bị thương một chút mình tôi đi vào là đủ rồi giang hải phất tay ra hiệu rồi cất bước đi vào đi vào đến cửa chậm rãi rút ra một điếu thuốc châm lửa xoạch phù âm thanh bật lửa hút thuốc vang lên giang hải rất hưởng thụ hít một hơi thật sâu khẽ cau mày nín một hồi rồi mới thở ra một hơi khói thuốc nồng nặc Bên trong căn phòng, mọi ánh mắt cùng nhau không hẹn nhìn tới. Nghe nói, có người ở xa ngàn dặm đến thành phố Giang Tư tìm tôi, không biết người này có ở đây hay không. Ánh mắt dừng lại ở trên người Doãn Thư. Vóc người nhỏ nhắn, nhìn hết sức yếu đuối. Mặt trái xoan, mũi thẳng, mày kiếm mắt sáng, mang theo khí phách anh hùng. Trang phục trên người rất gọn gàng, người cũng không tính là to khỏe gì, bộ quần áo ôm trọn lấy cơ thể mảnh mai giang hải cao mày cũng không cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy doãn thư mà là người anh đang nhìn thấy không phải là doãn thư cậu là ai nhà họ doãn ở danh quật doãn thư vậy sao giang hải cười nhạt doãn thư tự lúc nào lại biến thành một người đàn ông rồi lời của giang hải giống như một tiếng sấm bên tai mọi người ở đây không khỏi khiếp sợ đàn ông không người con gái yếu đuối trước mắt này là một người đàn ông sao không thể nào dù là ngoại hình hay là cử chỉ điểm nào cũng không thể nhìn ra đây là một người đàn ông anh tin hay không không quan trọng cô gái cười nhạt nhưng ánh mắt lúc này lại ánh lên một tia khác thường khiếp sợ hoảng sợ thậm chí sợ hãi giang hải làm sao mà phát hiện ra cô ta không phải là doãn thư đây là lần đầu tiên cô ta bị lộ tẩy doãn thư thật ở đâu rồi giọng của giang hải lạnh như băng Giờ phút này, Giang Hải cảm giác được nguy hiểm đang đến gần, không phải người trước mắt này khiến anh có cảm giác đó, mà là đây dường như là cái điệu hổ ly sơn. Tôi chính là Doãn Thư, cô ta đứng lên, có chút sợ hãi nhìn thẳng vào Giang Hải, nhưng bây giờ vẫn phải tiếp tục giả vờ. Lột ra nhìn một cái là biết ngay có phải thật hay không thôi mà. Vừa nói, Giang Hải vừa có hành động, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt cô ta, níu lấy hai vạt áo, giật mạnh một cái sang hai bên. Xoạt, vải vóc như một tờ giấy, bị Giang Hải xé ra. Nhưng, cảnh tượng tiếp theo, khiến cho khóe miệng Giang Hải có quắp lại. Mình nhìn lầm rồi sao, chuyện này, làm sao có thể chứ? Coi như trên đời này gặp phải một bậc thầy về ngụy trang, giờ mọi thủ đoạn ngụy trang ra, cũng đừng hòng qua mắt được Giang Hải. Nhưng, cảnh tượng trước mắt này, lại khiến cho Giang Hải có chút khó xử. Dưới tà áo, là hai cái bánh bao xinh đẹp mặc dù đầu rất nhỏ, nhưng chắc chắn là phụ nữ không thể nghi ngờ. Không đúng. Mặt mũi Giang Hải trở nên cổ quái, rất nhanh lại xé quần của Doãn Thư. A! À, một tiếng kêu sợ hãi rất là chói tai vang lên. Khóe miệng Giang Hải cũng hơi run rẩy. Cái này, anh vẫn là lần đầu tiên nhìn nó ở khoảng cách gần như vậy luôn đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. hết chương 230.